Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 84. Thẩm Tinh Hà cười nhạt, là tiểu sư tổ Phù Văn Tông ta. Ánh mắt nữ đế chợt kinh ngạc, tiểu sư tổ. Thẩm Tinh Hà gật đầu, đúng vậy. Nói rồi ông ta nhìn xung quanh, sau đó nói, phụ tử, phệ linh tộc bây giờ đã rút lui, chúng ta cũng cáo từ đây. Nữ phụ tử khẽ gật đầu, lần này đa tạ Phù Văn Tông trưởng nghĩa giúp đỡ, ân tình này, thư viện ta nhớ rõ trong lòng. Thẩm Tinh Hà cười nói, phụ tử khách khí rồi. Hiện giờ Phù Văn Tông ta và thư viện là quan hệ liên minh, thư viện có khó khăn, Phù Văn Tông ta theo lý cũng nên giúp đỡ. Nữ phụ tử khẽ cười, nàng ta mở lòng bàn tay, một quyển sách cổ chợt xuất hiện, nàng ta điểm ngón tay, quyển sách lập tức bay đến trước mặt Thẩm Tinh Hà, đây là đồ do thầy đã để lại năm đó, hẳn sẽ có ích cho Phù Văn Tông ngươi. Thẩm Tinh Hà mở ra xem, sau đó vẻ mặt ông ta thoáng chốc thay đổi, một lúc sau, hắn nghiêm túc thi lễ với nữ phụ tử, đa tạ phụ tử. Nữ phụ tử cười nói, ngày khác ta sẽ đến thăm hỏi Phù Văn Tông. Thẩm Tinh Hà nói, Phù Văn Tông lúc nào cũng hoan nghênh phụ tử. Phụ tử, chúng ta còn có chuyện, phải rời đi trước. Cáo từ. Nói xong, ông ta dẫn theo cao thủ Phù Văn Tông quay người rời đi. Sau khi cao thủ Phù Văn Tông rời đi, nữ phụ tử quay đầu nhìn sang viện của Trương Văn Tú, khẽ nói, sắp đột phá rồi sao? Lúc này, sân viện chỗ của Trương Văn Tú lập tức bùng nổ, một luồng hơi thở mạnh mẽ tuôn trào. Khi đám người Nguyên Thiên quay lại phệ linh tộc đã tan hoang cả một vùng. Vẻ mặt Nguyên Thiên vô cảm, hắn ta quay về trong đại điện của mình, bên trong đại điện, hai thi thể nằm đó chính là thi thể của Nguyên Linh và Nguyên Cảnh. Hai người đều bị một kiếm chém chết. Nguyên Thiên nói, là Diệp Huyên làm. Ông lão sau lưng hắn ta gật đầu, đúng. Nguyên Thiên nhẹ giọng nói, hắn càng ngày càng mạnh. Nguyên Thiên trầm giọng, phải cẩn thận với thanh kiếm của người này. Thanh kiếm đó chuyên dùng khắc chế linh hồn, hai người bọn họ bị chém chết, cũng do một phần là thanh kiếm kia. Nguyên Thiên nhìn ra sau lưng, nhị thúc, người có thể giết chết người này không? Nhị thúc này chính là Nguyên Chiến. Đã từng là siêu cấp cao thủ ở thời đại tiên tri kia. Nguyên Chiến nói, nếu nữ đế Tu La kia bảo vệ hắn thì ta không giết được. Nguyên Thiên hỏi, thêm tam thúc thì sao? Nguyên Chiến hỏi, Nguyên Thanh. Nguyên Thiên gật đầu, có thể không? Nguyên Chiến nói, ngươi cảm thấy uy lực của hắn rất lớn. Nguyên Thiên nhẹ giọng nói, mới đầu, ta không hề xem trọng hắn, nhưng bây giờ ta phát hiện người này lại càng yêu nghiệt hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Nếu tiếp tục để hắn lớn mạnh như vậy, thì không có lợi cho tộc ta. Nguyên Chiến lắc đầu, muốn giết người này, hiện tại rất khó. Bởi vì hai người của thư viện Vạn Duy kia chắc chắn sẽ không để chúng ta giết hắn. Mà mục tiêu thật sự của chúng ta cũng không phải Diệp Huyên này, mà là thư phòng kia rất quan trọng với tộc ta, nhất định phải giành được thư phòng này. Nguyên Thiên nói, chìa khóa kia ở trên người Diệp Huyên. Nguyên Chiến trầm mặc. Nguyên Thiên đột nhiên nói, nhị thúc, ta không phải đường đột, người nghĩ đi, từ khi bắt đầu đến hiện tại, tốc độ lớn mạnh của Diệp Huyên này kinh khủng đến mức nào. Nếu tiếp tục để mặc như vậy, ta e đến cuối cùng chúng ta muốn giết hắn cũng không giết nổi. Nguyên Chiến trầm mặc một lúc, bèn gật đầu, người này đúng thật là một tai họa. Nguyên Thiên đang định nói thì Nguyên Chiến lại lên tiếng, người có từng nghĩ đến một tình huống của phệ linh tộc ta chưa? Nguyên Thiên nói, nhị thúc có ý gì? Nguyên Chiến khẽ nói, phụ tử kia xuất hiện, sau đó lại thêm Trương Văn Tú đột phá, vũ trụ ngũ duy hiện tại đã không còn thế lực nào sẽ liên thủ với chúng ta nữa rồi, bọn họ sẽ tọa sơn quan hổ đấu, đợi chúng ta và thư viện Vạn Duy đánh đến khi lưỡng bại câu thương. Nguyên Thiên trầm mặc. Nguyên Chiến nhìn Nguyên Thiên, Diệp Huyên phải giết, nhưng thư phòng kia chúng ta cũng phải giành được. Chỉ có lấy được thư phòng đó mới có thể thay đổi toàn bộ vận mệnh phệ linh tộc ta. Nguyên Thiên gật đầu, ta hiểu. Nói rồi, hắn ta nhìn A La Liên cách đó không xa, các hạ, vô địch tông ngươi còn bao nhiêu cao thủ còn sống. A La Liên trầm mặc. Nguyên Thiên nói, các hạ phải hiểu một điều, mục tiêu của các người tuy là đệ cửu kia, nhưng rõ ràng đệ cửu và Diệp Huyên là một ruột, mà quan hệ giữa Diệp Huyên với Phù Văn Tông và Thư viện Vạn Duy ngươi cũng nhìn thấy rồi. Cho nên, hai bên chúng ta nhất định phải liên thủ, nếu không ai cũng không có cơ hội. A La Liên trầm mặc một lúc,
khẽ cười, người nói không sai. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở một chút, một khi Diệp Huyên khiến đệ cửu thức tỉnh thì lúc đó, chúng ta đều sẽ vô dụng, không đành nổi. Đệ cửu. Nghĩ đến cô gái kia, vẻ mặt Nguyên Thiên bất giác cũng trở nên nghiêm trọng. Hắn ta thật sự kiêng dè cô gái đó, thực lực cô gái đó có thể còn mạnh hơn lục đại cao thủ, có thể nói dù là nguyên chiến, có khả năng cũng không phải là đối thủ. Lúc này, A La Liên lại nói, ta tán thành lời của Nguyên Thiên, giữa thư phòng gì đó và Diệp Huyên, chúng ta nên giết Diệp Huyên trước, giết chết Diệp Huyên rồi thì các người không những có thể giành được chìa khóa khai quan thư phòng kia, mà còn có thể giải quyết được tai họa Diệp Huyên này, nếu không, cho dù các người giành được thư phòng gì đó, nhưng chỉ cần Diệp Huyên chưa chết, đệ cửu chưa chết thì bọn họ đều có khả năng trở mình. Các người cũng đừng có nói phệ linh tộc các người đã từng huy hoàng gì đó. Thực lực thật sự của cô gái kia sẽ khiến các ngươi tuyệt vọng thôi. Nói rồi hắn ta nhìn Nguyên Chiến, Diệp Huyên này nhất định phải chết. Hơn nữa, hiện tại chính là lúc các ngươi dễ dàng giết chết Diệp Huyên nhất. Nguyên Chiến chợt nói, cô gái đệ cửu kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nguyên Chiến lắc đầu, không biết, chỉ biết nàng ta đột nhiên xuất hiện ở thời đại chúng ta, còn về chuyện từ nơi nào đến thì không ai biết, thân phận của nàng ta cũng là một chuyện bí ẩn, không một ai biết. Nguyên Chiến nhíu mày, không một ai biết. A La Liên gật đầu, nàng ta rất thần bí, mà tại sao nàng ta lại phong ấn bản thân ở Vô Địch Tông ta cũng là chuyện chúng ta không biết. Thế nhưng, có thể có liên quan đến số kiếp nào đó. Nguyên Thiên nhìn A La Liên, số kiếp? Số kiếp gì? A La Liên lắc đầu, không có gì, ta chỉ muốn nói, nhiệm vụ cấp bách hiện tại của chúng ta là trừ khử Diệp Huyên, giải quyết mối tai họa này. Mục tiêu của Vô Địch Tông ta là giết chết đệ cửu phía sau Diệp Huyên, còn mục tiêu của các ngươi là giết chết Diệp Huyên, còn về chuyện tấn công thư viện Vạn Duy tiếp đó, Vô Địch Tông ta sẽ không làm cùng các ngươi. Nói rồi, vẻ mặt hắn ta đã vô cùng lạnh lẽo. Lần này, Vô Địch Tông đã bị tổn thất một cao thủ, mà tổn thất vị cao thủ này lại không mang lại giá trị gì. Theo A La Liên thấy, lần này là một vụ đầu tư thua lỗ. Nguyên Thiên liếc nhìn A La Liên, sau đó nhìn Nguyên Chiến, nhị thúc, giết Diệp Huyên trước. Nguyên Chiến gật đầu, có thể, nhưng phải lập kế hoạch, không thể liều mạng với nữ đế Tu La với cả nữ phu tử và Trương Văn Tú kia, cho dù chúng ta thắng thì cũng chỉ uổng công để người ta có lợi. Nguyên Thiên gật đầu, ta đã có kế hoạch. Nguyên Chiến nhìn Nguyên Thiên, nói xem. Nguyên Thiên thấp giọng, theo ta biết, Diệp Huyên đã thiết lập một thế lực ở vũ trụ tứ duy. Gọi là Bắc Minh, mà trong Bắc Minh còn có rất nhiều bạn bè của hắn, chúng ta có thể xuống tay từ chỗ này, ép buộc hắn quay về vũ trụ tứ duy, bởi vì hắn không thể không quay về. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút lại nói, nhưng, theo chúng ta biết thì người này ở vũ trụ tứ duy dường như cũng có một chỗ dựa vững chắc, hình như là một nữ kiếm tu. Lúc này, A La Liên kia chợt nói, không sao, người này giao cho ta là được, ta đi giết chết người này. Phù Văn Tông. Diệp Huyên quay về Phù Văn Tông, và phía sau hắn còn có mười mấy vị cường giả siêu cấp nữa. Mười mấy người này đều do hắn bỏ tiền ra mua về. Lần này đi phệ linh tộc hắn cũng không đi một mình, mà lợi dụng thân phận thần phù sư của mình mời một số cường giả đi cùng. Diệp Huyên nhìn lão già phía sau, cười nói, lão Chiêm, lần này đa tạ ông. Lão Chiêm. Để mời được người này. Hắn đã phải dùng tới một tấm bùa bảy sắc, mười mấy người còn lại cũng vậy, tổng cộng hắn đã dùng hơn 10 tấm bùa bảy sắc. Nhưng tất cả đều đáng giá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu không có mười mấy người này, hắn và Thiết Kỵ Tu La, tử vệ Tu La sẽ không thể đánh thẳng một mạch vào linh giới dễ dàng như vậy. Lão Chiêm nhìn qua Diệp Huyên, cười nói, hợp tác vui vẻ. Diệp Huyên mỉm cười. Hắn đưa mắt nhìn mọi người, chư vị, hợp tác vui vẻ. Nói xong, hắn bấm đốt ngón tay, trước mặt mọi người hiện lên một chiếc nhẫn chứa đồ. Bên trong nhẫn chứa đồ có khoảng 1 vạn viên mật tinh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong sân khẽ thay đổi sắc mặt. 1 vạn viên mật tinh không phải một con số nhỏ. Lão Chiêm nhận lấy nhẫn chứa đồ, chắp tay nói, Diệp thần sư, sau này nếu có việc gì cần, cứ liên hệ trực tiếp với chúng ta. Những người còn lại cũng đều gật đầu. Diệp Huyên này thật là hào phóng. Diệp Huyên cười nói, mọi người cũng biết đấy, kẻ thù của ta rất nhiều, cũng rất nguy hiểm.
Lão Chiêm cười lớn nói, vốn dĩ ta luôn chờ mối làm ăn này, nếu sợ nguy hiểm thì còn làm gì nữa. Sau này nếu có việc gì có thể kiếm sống, mong Diệp thần sư cứ trực tiếp liên hệ với ta. Diệp Huyên cười nói, vậy cứ quyết định thế đi. Lão Chiêm gật đầu, Diệp thần sư, ta xin cáo từ. Nếu ngày sau có thời gian rảnh, hoan nghênh tới tội thành tụ họp. Nói xong, ông ta và mọi người liền rời đi. Lúc này, một cỗ hơi thở cường đại đột nhiên nổi lên khắp bốn phía. Ngay sau đó, Diệp Liên bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Liên, vẻ mặt của đám lão Chiêm đột nhiên thay đổi, giống như đang đối mặt với kẻ thù. Hiển nhiên, bọn họ có quen biết Diệp Liên. Diệp Huyên vội vàng cười nói, lão Chiêm, giới thiệu một chút, đây là Diệp Liên muội muội của ta, nhưng con bé còn có một thân phận khác, chính là người đứng đầu địa ngục Tu La. Muội muội. Đám người lão Chiêm sững sờ. Diệp Liên nhìn qua đám người lão Chiêm và khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Hiển nhiên nàng vẫn để lại mặt mũi cho Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Liên chào hỏi mình, đám người lão Chiêm thụ sủng nhược kinh, vội vàng cung kính thi lễ. Đây chính là nữ đế Tu La, một trong những cường giả mạnh nhất hiện tại, mà giờ phút này lại chào hỏi đám người bọn họ. Đám người lão Chiêm cảm thấy có chút gì đó không chân thực. Một lát sau, đám người lão Chiêm rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía Diệp Liên, nàng ta đột phá chưa? Diệp Liên gật đầu, chắc hẳn đã đột phá rồi. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên thả lỏng, lại hỏi, nữ phu tử xuất hiện rồi. Diệp Liên gật đầu, xuất hiện rồi. Diệp Huyên cười nói, thật sự rất mạnh sao? Diệp Liên nhàn nhạt nói, cũng được. Diệp Huyên cười ha ha, sau đó nói, Liên Nhi, các muội hiện tại đã đạt tới giai đoạn trì trệ, phải thế nào mới có thể đột phá? Diệp Liên im lặng một lát, sau đó nói, khó đấy. Nhưng muội có thể tự mình lần mò một vài con đường. Diệp Huyên vội vàng hỏi, con đường gì? Diệp Liên nói, luân hồi. Diệp Huyên thấy hơi khó hiểu, luân hồi, là sao? Diệp Liên nhẹ giọng nói, cảnh giới cuối cùng chính là luân hồi cảnh, trước mắt mà nói cảnh giới này đã được tiên tri đạt tới trước rồi. Nhưng bởi vì muội đã từng đi tìm tiên tri tiến vào luân hồi, vì thế nên muội lờ mờ lần mò được chút ít. Vốn muốn bế quan tìm hiểu, nhưng tình hình bây giờ. Diệp Huyên nói, hay là muội cứ bế quan đi. Diệp Liên lắc đầu, huynh sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyên đang định nói chuyện, Diệp Liên lại nói, tình cảnh hiện giờ của huynh không được tốt cho lắm. Sau khi phu tử trở về, thư viện Vạn Duy có hai cường giả siêu cấp. Trong thời gian ngắn, phệ linh tộc hẳn là sẽ không đi tìm bọn họ gây phiền phức đâu. Diệp Huyên im lặng. Hắn hiểu ý của Diệp Liên, tiếp theo đây, rất có thể phệ linh tộc sẽ đối phó hắn. Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, trong thời gian này đừng chạy lung tung. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Diệp Liên khẽ gật đầu, muội đi gặp người phụ nữ kia, huynh có đi cùng luôn không? Diệp Huyên hỏi, nữ phu tử sao? Diệp Liên gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, được, cùng đi gặp nàng ta đi. Diệp Liên kéo tay Diệp Huyên, ngay sau đó, hai huynh muội bọn họ lập tức biến mất tại chỗ. Thư viện Vạn Duy. Bên trong sân viện, nữ phu tử đang ngồi dựa vào ghế, tay trái cầm một cuốn sách cổ. Đúng lúc này, nữ phu tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, ánh mắt rơi xuống vị trí Diệp Huyên và Diệp Liên xuất hiện. Ánh mắt của nữ phu tử lập tức dừng lại trên người Diệp Huyên, nàng ta buông cuốn sách cổ xuống, sau đó đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta đột nhiên đặt tay trái lên vai Diệp Huyên. Một lát sau, nàng ta nhíu mày, sao có thể như vậy? Diệp Huyên có chút khó hiểu, làm sao vậy? Nữ phu tử nhìn Diệp Huyên, người đến từ Tứ Duy ư? Diệp Huyên gật đầu. Nữ phu tử trầm mặc một lát, sau đó nàng ta nhẹ giọng nói, ta không tính ra được số mệnh của ngươi. Số mệnh? Diệp Huyên trừng mắt nhìn, là tiên đoán số mệnh cho ta sao? Nữ phu tử gật đầu, có thể nói như vậy. Diệp Huyên cười nói, được. Nữ phu tử cười nói, ngươi không ngại chứ? Diệp Huyên cười nói, ngại gì chứ? Người khác đều nói kiếp trước ta thế nào, thực ra ta cũng rất tò mò. Nhưng trước đây đã từng có người tính cho ra rồi, có điều bọn họ đều thất bại. Nữ phu tử cười nói, để ta thử xem. Diệp Huyên gật đầu, ngươi thử đi. Nữ phu tử xòe lòng bàn tay ra, nhẹ giọng nói, mệnh.
Giọng nói vừa dứt, một luồng sáng trắng đột nhiên bao phủ lấy Diệp Huyên. Rất nhanh trên đỉnh đầu Diệp Huyên đã xuất hiện một sợi rễ cây nhỏ, những sợi này đều là sợi nhân quả của Diệp Huyên. Sau khi đạt tới nhân quả cảnh có thể lợi dụng những nhân quả đó để tính toán kiếp trước và kiếp này. Tất nhiên, không phải cường giả nào của nhân quả cảnh cũng hiểu về xem tướng số. Nữ phu tử nhìn những sợi nhân quả của Diệp Huyên, nàng ta niệm thầm gì đó trong miệng. Nữ phu tử nhìn thấy cuộc đời này của Diệp Huyên bên trong những sợi nhân quả đó. Từ khi hắn sinh ra tới giờ, ngoại trừ một vài chuyện đặc biệt ra, còn lại đều bị nàng ta thấy một cách rõ ràng. Nhưng nàng ta chỉ nhìn được đến chuyện của ngày hôm nay, còn chuyện ngày mai nàng ta căn bản không tính ra được. Sau khi nữ phu tử trầm mặc một lát, nàng ta đột nhiên nhẹ giọng nói, kiếp trước. Giọng nói của nàng ta vừa dứt, nàng ta thấy một thế giới xám xịt mờ mịt từ một trong những sợi nhân quả của Diệp Huyên. Một cậu bé trai cõng một cô bé gái trên lưng đang chạy như điên. Mà đúng lúc này, tại nơi nào đó xa xôi trong vũ trụ tứ duy, một cô gái mặc váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng ấy ngẩng đầu lên, nhíu mày, hử. Trong phút chốc, trong vũ trụ ngũ duy, sắc mặt của nữ phu tử trước mặt Diệp Huyên đột nhiên đại biến, nàng ta lùi về sau mấy bước, còn sợi nhân quả trên đỉnh đầu Diệp Huyên cũng trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Trong lòng Diệp Huyên hoảng sợ, phu tử, người. Nữ phu tử không để ý tới Diệp Huyên mà cúi đầu nhìn lại. Một cái liếc mắt xuyên qua ngân hà, đi tới vũ trụ tứ duy. Ngũ duy, tứ duy, hai người phụ nữ đối diện ngăn cách nhau bởi tinh không. Cô gái váy trắng nhìn nữ phu tử, muốn chết sao? Tại ngũ duy, nữ phu tử nhìn cô gái váy trắng, người đang ngăn cản nhân quả thay hắn. Cô gái váy trắng không thay đổi sắc mặt, niệm tình ngươi không có ác ý với hắn, tha chết cho ngươi. Nếu còn dám nhìn trộm kiếp trước và kiếp này của hắn, ta liền một kiếm giết chết ngươi. Nói xong, nàng ấy thu hồi ánh mắt. Tại vũ trụ ngũ duy, nữ phu tử thu hồi ánh mắt, luồng sáng trắng trên người Diệp Huyên cũng đã biến mất. Nữ phu tử nhẹ giọng nói, một người thật mạnh. Diệp Huyên thấp giọng nói, phu tử, tra được gì rồi? Nữ phu tử nhìn Diệp Huyên, không tra được gì cả, bị người khác ngăn cản rồi. Diệp Huyên hỏi, ai? Nữ phu tử lắc đầu, nàng ta trầm mặc một lát, sau để nhẹ giọng nói, đây là lựa chọn của cô, tuy ta không biết vì sao cô muốn làm vậy nhưng ta tôn trọng quyết định của cô. Diệp Huyên thấy hơi khó hiểu, hắn nhìn qua nữ phu tử nói chuyện thật là lạ. Nữ phu tử cười nói, ngươi thích đọc sách không? Đọc sách. Diệp Huyên khẽ gật đầu, thích. Nữ phu tử khẽ mỉm cười, vậy hay là ở lại thư viện, ngươi có thể đọc sách trong thư viện và cả những cuốn sách ta sưu tầm được nữa. Diệp Huyên hơi lưỡng lự, sau đó nói, ta là người của Phù Văn Tông. Nữ phu tử cười nói, vậy thì có liên quan gì? Diệp Huyên nói, ngươi không để ý sao? Nữ phu tử lắc đầu, không để ý, nếu ngươi thích, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thư viện. Hiện tại ngươi đã đạt tới sinh tử cảnh, muốn đột phá lên tới thiên cơ cảnh, nhất định phải tích lũy nhiều kiến thức. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nữ phu tử nói, ta thấy ngươi có đạo tắc không gian, đạo tắc đại địa, đạo tắc mộng chi và cả đạo tắc phong ấn. Nói xong, nàng ta lấy ra bốn cuốn sách cổ đưa tới trước mặt Diệp Huyên, đây là tác phẩm của thầy viết khi nghiên cứu về đạo tắc hồi đó, chắc là sẽ giúp đỡ ngươi rất nhiều. Nó cũng có thể khiến ngươi phát huy hết sức mạnh của những đạo tắc này nên có. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Liên nói, quý giá. Lúc này, giọng nói của Liên Thiển lại vang lên trong đầu Diệp Huyên, rất quý giá đấy, mau nhận lấy đi, bởi những cuốn sách cổ này có thể giúp chúng ta tự mình trưởng thành. Nghe vậy, Diệp Huyên vội vàng nhận lấy bốn cuốn sách cổ, hắn liếc nhìn nữ phu tử, sau đó nói, phu tử, cái này... Lần này vừa gặp mặt đã cho ta phần quà lớn như vậy, ta. Nữ phu tử cười nói, khi thư viện gặp nạn ngươi cũng giúp đỡ ít nhiều. Mấy cuốn sách này không tính là gì. Diệp Huyên chắp tay, đa tạ. Nữ phu tử khẽ gật đầu, nàng ta lại lấy ra hai cuốn sách cổ nữa, đây là Phù Văn Đạo, cũng là thứ mà năm đó tiên sinh đã để lại. Thật ra, phía trên bùa bảy sắc còn có một loại bùa khác, chính là bùa thiên địa. Lấy thiên địa làm giấy. Lấy ngân hàng làm vật dẫn, lấy núi xuyên qua sông làm đường, tập hợp sức mạnh đất trời tụ thành bùa, chiếc bùa này có uy lực cực lớn,
có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Năm đó cũng chỉ có Tiên Sinh và Phù Tiểu Thiên mới có thể vẽ ra loại bùa này. Tuy uy lực của chiếc bùa này lớn, nhưng điều kiện để vẽ được ra chiếc bùa này cũng cực kỳ hà khắc, có thể vẽ thành công hay không phải xem tạo hóa của ngươi. Bùa thiên địa. Diệp Huyên vội vàng nhận lấy cuốn sách cổ, sau khi hắn nhìn lướt qua một lượt, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu hắn có thể vẽ ra loại bùa này, ngoại trừ thứ biến thái như đệ cửu gia, cho dù là sáu vị cường giả đứng đầu, hắn cũng có thể đấu một trận. Đồ tốt! Diệp Huyên mừng rỡ như điên, hắn lại chắp tay với nữ phù tử, đa tạ. Nữ phù tử cười nói, người đi nghiên cứu đi, ta nói chuyện với muội muội ngươi. Diệp Huyên nhìn qua Diệp Liên, sau đó gật đầu, được, hai người từ từ nói chuyện. Nói xong, hắn ôm mấy cuốn sách cổ xoay người rời đi. Tại chỗ, nữ phù tử nhìn Diệp Liên, nữ đế, có biết thân phận của hắn không? Diệp Liên trầm mặc một lát, sau đó nói, biết. Trong sân, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Trên bàn trà có một ấm trà và hai chén trà, trà phảng phất hơi nóng, mùi thơm của trà lan ra bốn phía, chung quanh vô cùng yên tĩnh. Nữ phù tử nhẹ nhàng nâng chén trà lên nhấm một ngụm, sau đó nàng ta nhẹ giọng nói, biết từ khi nào. Diệp Liên nhìn về phía nữ phù tử, có quan trọng không? Nữ phù tử hỏi lại, không quan trọng sao? Diệp Liên lắc đầu, ta để ý huynh ấy không phải vì kiếp trước huynh ấy là ai, hay huynh ấy có cái gì, mà bởi huynh ấy chính là ca ca của ta. Trong lòng ta, huynh ấy chính là Diệp Huyên, là một người đàn ông có thể không màng mọi thứ vì ta. Nữ phù tử im lặng. Diệp Liên lại nói, khi người còn sống, tại sao không thể đơn giản hơn một chút? Nữ phù tử cười nói, người nói có lý, người còn sống, phải đơn giản một chút. Chỉ là có vài việc không thể trốn tránh. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Liên, ngay từ đầu ta đã cho rằng sự việc giống như suy nghĩ của ta, nhưng sau khi nhìn thấy cô gái váy trắng kia, ta biết sự việc còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Diệp Liên trầm mặc. Nữ phù tử nói, sự việc càng ngày càng phức tạp. Diệp Liên nói, đối với ta rất đơn giản. Hắn chính là ca ca của ta, không hơn không kém. Nữ phù tử khẽ cười, nữ đế thật rộng lượng, nhưng có một số chuyện không trốn tránh được đâu. Diệp Liên nói, vậy thì đánh. Nữ phù tử im lặng. Diệp Liên đứng dậy, phù tử, rốt cuộc trong thư phòng kia có cái gì? Nữ phù tử nói, có thứ khiến cho tất cả mọi người điên cuồng. Diệp Liên hỏi, ví dụ như là. Nữ phù tử nhìn Diệp Liên, cười nói. Ví dụ như bên trong có một cuốn sách cổ, tên là Bí mật Luân hồi cảnh, nếu như ngươi và ta có được, ta nghĩ chắc hẳn chúng ta có thể dễ dàng đạt tới luân hồi cảnh. Diệp Liên trầm mặc. Nữ phù tử lại nói, mà những thứ bên trong thư phòng kia còn nhiều hơn thế này. Diệp Liên nói, trực tiếp mở thư phòng. Nữ phù tử lắc đầu, một khi lựa chọn mở ra, sự việc sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Diệp Liên nói, ta ngươi thêm cả Trương Văn Tú. Có gì phải sợ chứ? Nữ phù tử cười nói, nếu thật sự mở ra, chúng ta không đơn giản là chỉ đối mặt với phệ linh tộc. Hơn nữa có một số nơi đặc biệt vẫn luôn hy vọng có được thư phòng này. Diệp Liên nhíu mày, nơi đặc biệt. Nữ phù tử nhẹ giọng nói, ví dụ như duy độ hư vô, vĩnh sinh chi địa, còn có thành ngầm vô biên. Diệp Liên im lặng. Ba địa phương đó có thể nói là cấm địa của vũ trụ ngũ duy. Người bình thường căn bản không dám đặt chân đến. Cho dù là nàng ấy cũng không dám xâm phạm quá mức vào bên trong. Nữ phù tử lại nói, năm đó có tiên sinh ở đây, có thể trấn áp sự tồn tại của những địa phương đó. Nhưng hiện giờ chúng ta không trấn áp được, có điều, chúng ta không động đến bọn chúng thì bọn chúng cũng không dám động lại. Bởi vì không ai trong số bọn họ muốn mâu thuẫn chính diện với tòa đại trận do tiên sinh để lại năm đó. Nói đến đây, nàng ta nhẹ giọng nói, xem ra trước mắt, đoán chừng bọn họ cũng đứng ngồi không yên. Diệp Liên lắc đầu, phiền phức rồi đây. Nàng biết, một khi ba cấm địa kia cũng tham gia vào, vậy lúc đó sự việc sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết. Nữ phù tử khẽ nói, đâu chỉ có phiền toái. Nói xong, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, ta cứ luôn có một linh cảm xấu, giống như sắp xảy ra chuyện lớn. Diệp Liên đang định nói chuyện thì đúng lúc này, cách đó không xa, một người phụ nữ đang đi tới. Trương Văn Tú.
Trương Văn Tú lúc này, một đầu tóc vàng, trên người có một loại khí chất và hơi thở hoàn toàn khác với trước đây. Sau khi Trương Văn Tú đến, nàng liếc mắt nhìn nữ phu tử và Diệp Liên một cái, muốn đánh nhau, hai người các ngươi từ đâu tới. Trương Văn Tú của hiện tại hoàn toàn không giống với trước đây. Diệp Huyên đi tới một cái sân không có người, hắn lấy ra mấy cuốn sách cổ mà nữ phu tử đã đưa, lúc này, Liên Thiển xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta trực tiếp giật lấy một quyển trong số đó. Cuốn sách đó chính là cuốn sách cổ thuộc về nàng ta. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Thiển. Liên Thiển cô nương, mấy thứ này thật sự có thể khiến ta chân chính nắm trong tay những đạo tắc đó sao? Liên Thiển đóng cuốn sách cổ lại, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, có thể. Không những vậy còn có thể nâng cấp chúng. Những thứ này đều là chủ nhân từng giữ lại, vô cùng quý giá. Ngươi nhất định phải nghiên cứu nhiều hơn để hiểu rõ. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn một cuốn sách cổ trong tay, vậy bắt đầu từ đạo tắc đại địa đi. Nói xong. Hắn mở cuốn sách cổ ra. Nghiên cứu đạo tắc đại địa. Mặc dù hắn sở hữu một số đạo tắc, nhưng thành thật mà nói, hắn chưa hoàn toàn nắm rõ các đạo tắc này, và sức mạnh của những đạo tắc này cũng chưa được phát huy hết. Có hơi lãng phí. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên đều nghiên cứu đạo tắc đại địa này. Sau khi xem những cuốn sách cổ mà tiên tri để lại, lúc này Diệp Huyên mới phát hiện đạo tắc đại địa đáng sợ thế nào. Không những thế. Đạo tắc đại địa có thể nâng cấp không ngừng. Bên trong cuốn sách cổ đạo tắc đại địa này cũng có ghi chép lại phải làm sao để nâng cấp. Bây giờ Diệp Huyên đã hiểu vì sao Liên Thiển lại nóng lòng muốn lấy lại cuốn sách cổ thuộc về mình. Mấy cuốn sách cổ này giúp đỡ những đạo tắc của bọn họ rất nhiều. Khoảng 3 ngày sau, Diệp Huyên đi vào bên trong một sơn cốc đằng sau núi của Thư viện Vạn Duy, hai chân hắn dẫm xuống mặt đất, xung quanh. Sức mạnh của mặt đất cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía hắn. Giờ khắc này, những ngọn núi đồng loạt rung chuyển. Diệp Huyên dang rộng cánh tay sang hai bên, sức mạnh vô cùng vô tận của đất tụ lại bên trong cơ thể hắn. Sau khi hấp thu sức mạnh của đất, Diệp Huyên bắt đầu nén lại và tinh lọc sức mạnh của đất. Cứ như thế, hơi thở quanh người Diệp Huyên càng ngày càng mạnh, cuối cùng, toàn thân hắn được bao phủ bởi một tầng kim quang mỏng. Những kim quang này giống như một bộ chiến giáp. Cực kỳ chói mắt. Chiến giáp đại địa. Đây là một cách vận dụng đạo tắc đại địa được ghi trong cuốn sách cổ kia, chính là sau khi nén lại sức mạnh của đất, hình thành chiến giáp. Cũng chính là chiến giáp đại địa được nói đến trong sách cổ, chiến giáp này được hình thành từ sức mạnh của đất ngưng tụ lại, không thể phá vỡ. Có điều, nếu muốn giáp đại địa này thực sự kiên cố, nhất định phải nén xuống, nén tới cực hạn. Và như hắn bây giờ còn lâu mới đủ. Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng nén xuống, sức mạnh của đất bên trong cơ thể hắn dần dần biến chất, mà bộ chiến giáp đại địa trên người hắn lúc này cũng lột xác, sau khi kéo dài khoảng một lúc lâu, bộ chiến giáp đại địa trên người hắn đã biến thành một màu vàng tinh khiết. Không những thế, toàn thân hắn có được sức mạnh vô cùng vô tận của đất. Đứng trên mặt đất nhưng hắn có cảm giác vô địch. Duy nhất có một điều khá đáng tiếc, chính là chỉ khi hắn đứng trên mặt đất mới có sức mạnh của đất. Nếu hắn rời khỏi mặt đất, tối đa là nửa khắc, sức mạnh của đất trong cơ thể hắn sẽ tự động biến mất sạch sẽ. Sức mạnh của đất, nguồn gốc từ đất, nếu rời khỏi mặt đất, sức mạnh của đất sẽ biến mất sạch sẽ. Đây chính là đặc điểm của đạo tắc đại địa, cũng là chỗ thiếu sót của đạo tắc đại địa. Diệp Huyên nhìn bộ chiến giáp đại địa trên cơ thể mình, chiến giáp đại địa mỏng như cánh ve nhưng lại cực kỳ kiên cố. Có thể nói, chỉ cần hắn dẫm chân lên mặt đất. Cho dù là 6 vị cường giả đứng đầu hắn cũng có thể đối đầu lại vài cái. Ngoài điều đó ra, hiện tại hắn cảm thấy sức mạnh toàn thân là vô biên. Với sức mạnh này, hắn cảm giác có thể giết chết loại cường giả có cấp bậc như Lâm Tiếu Thư chỉ với một quyền. Thật ra, cuốn sách cổ về đạo tắc đại địa này dạy hắn 3 điều. Điều thứ nhất chính là dạy hắn hiểu rõ hơn về đạo tắc đại địa, điều thứ hai chính là dạy hắn cách vận dụng đạo tắc đại địa một cách đúng đắn. Điều thứ ba chính là dạy hắn làm sao để nâng cấp đạo tắc đại địa. Lấy đất làm nhiệt độ. Hắn có thể dung nhập đạo tắc đại địa vào bên trong đất, cứ như vậy, đạo tắc đại địa có thể hấp thu sức mạnh của đất để tự mình bồi dưỡng bất cứ khi nào. Sau khi có thể vận dụng đạo tắc đại địa một cách thuần thục, Diệp Huyên dung nhập đạo tắc đại địa vào trong lòng đất, sau đó bắt đầu nghiên cứu đạo tắc không gian.
Đạo tắc không gian thì phức tạp hơn đạo tắc đại địa một chút, vì nó liên quan đến không gian. Nhưng vẫn ổn, cuốn sách cổ kia đều trình bày lại tỉ mỉ. Hơn nữa bản thân đạo tắc không gian cũng đã nhận hắn làm chủ, chính vì thế hắn học nói không hề khó. Khoảng 3 ngày sau, Diệp Huyên đã hoàn toàn nắm vững đạo tắc không gian. Hiện tại hắn có thể thay đổi hình dạng và quy tắc của không gian này chỉ với một ý nghĩ, còn có phân chia không gian và tổ chức lại không gian. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là bây giờ hắn có thể dễ dàng xuyên quan không gian và nhảy không gian. Đặc biệt là nhảy không gian, nếu sau này dùng để chạy trốn thì thực sự là một thần kỹ tuyệt vời. Ngoài ra, hắn còn có thể nhờ vào đạo tắc không gian để tiến vào không gian duy độ 2 tầng. Đương nhiên đây mới chỉ là bắt đầu. Hắn tin nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn hoàn toàn có thể nhờ vào đạo tắc không gian để tiến vào không gian duy độ 3 tầng, thậm chí là không gian duy độ 4 tầng. Trong không gian, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại đã ở bên ngoài cách xa mấy nghìn trượng. Phút chốc sau đó, hắn đã lại ở bên ngoài cách cả vạn trượng. Nhảy không gian. Hiện tại hắn có thể nhảy không gian, tốc độ nhanh hơn trước kia mấy lần. Không những thế, hắn còn có thể dễ dàng nắm không gian xung quanh trong tay. Có thể nói, hắn có thể lợi dụng không gian trấn áp người khác. Đặc biệt là những người muốn dùng không gian để đối phó với hắn, nếu gặp phải tình huống này, hắn có thể phản công lại dễ dàng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu nghiên cứu đạo tắc mộng chi. Đạo tắc mộng chi càng thêm thần bí so với đạo tắc không gian. Quan trọng nhất của đạo tắc mộng chi chính là đi vào giấc mộng. Mà bên trong sách cổ có ghi lại một phương pháp vận dụng đạo tắc mộng chi. Kết giới mộng chi. Lấy giấc mộng làm phạm vi, đúc ra một cái kết giới, mạnh mẽ đi vào giấc mộng của đối phương. Về phần uy lực ra sau Diệp Huyên không biết, nhưng hắn vô cùng mong chờ. Khoảng chừng mấy ngày sau, có một lão già đi tới trước mặt Diệp Huyên. Lão già chính là Huyền Thiên Sách kia. Huyền Thiên Sách thấp giọng nói, Diệp thần sư, ta nhận được tin cường giả của phệ linh tộc đi thẳng về phía vũ trụ tứ duy. Vũ trụ tứ duy. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, muốn dùng vũ trụ tứ duy để uy hiếp ta. Huyền Thiên Sách gật đầu, chắc là vậy, trước đây ta đã điều tra qua, khi Trần Thiên của Thư viện Vạn Duy đang đối mặt với vũ trụ tứ duy. Có một cô gái váy trắng trong vũ trụ tứ duy từng nói rằng vũ trụ tứ duy do nàng ấy bảo vệ. Cũng không biết nàng ấy có thể bảo vệ được không? Cô gái váy trắng. Nghe vậy, Diệp Huyên ngẩn người. Bảo vệ được không? Vũ trụ tứ duy. Một cô gái mặc váy trắng chậm rãi đi giữa tinh không, nàng ấy cứ đi chậm rãi như vậy, chiếc váy trắng tinh, không nhiễm một hạt bụi. Cô gái váy trắng chậm rãi đi tới, dường như nàng ấy nghĩ tới điều gì. Khóe miệng thi thoảng lại khẽ nhếch lên. Cười. Kể từ khi tự mình ra khỏi khe núi, nàng ấy chưa từng cười, nhưng mấy năm nay, nàng ấy cười rất nhiều. Nàng ấy đã từng vô dục vô cầu, thấy mọi thứ trên thế gian này đều vô vị. Nhưng hiện tại nàng ấy lại nguyện ý thưởng thức thế giới này một chút. Đúng lúc này, cô gái váy trắng chợt dừng bước, vì có một người đàn ông xuất hiện trước mặt nàng ấy. A La Liên của Vô Địch Tông. A La Liên nhìn cô gái váy trắng, cười nói, nghe nói cô rất mạnh. Sau khi cô gái váy trắng trầm mặc một lát, nàng ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Duy, nhẹ giọng nói, tất cả rác rưởi đều tìm đến ta. Xem ra ta cũng có tiếng đấy. Vốn dĩ ta còn nghĩ sẽ nhân từ với người của Ngũ Duy một chút, nhưng bây giờ xem ra các ngươi không xứng đáng được hưởng nhân từ của ta. Lời nói vừa dứt, nàng ấy xòe bàn tay ra, kiếm lên. Keng. Vũ trụ Ngũ Duy xa xôi đột nhiên vang lên tiếng kiếm, cùng với tiếng kiếm vang lên, một thanh kiếm phóng ra từ tháp giới ngục bên trong người Diệp Huyên, lao thẳng vào trong tinh không của Ngũ Duy, ngay sau đó, thanh kiếm này chậm rãi hạ xuống từ trong tinh không. Ầm ầm. Trong phút chốc, cả tinh không trực tiếp trở nên im lặng. Một kiếm diệt Ngũ Duy. Lúc này, toàn bộ cường giả của Ngũ Duy đều khiếp sợ. Khoảnh khắc khi kiếm của cô gái váy trắng đi sâu vào trong tinh không, toàn bộ cao thủ vũ trụ Ngũ Duy đều kinh sợ, tất cả mọi người sợ sệt đều nhìn về phía Thư viện Vạn Duy. Ai đang xuất kiếm? Vô vàn người đang suy nghĩ. Ở nơi hư vô duy độ xa xôi, một ông lão đang tựa vào bia mộ chợt mở bừng mắt, hai mắt sắc bén như lưỡi dao. Ông ta ngẩng đầu nhìn sang, lập tức ánh mắt ông ta xuyên qua tinh không,
nhìn thấy thanh kiếm chậm rãi rơi xuống từ trong tinh không, lúc này, ông lão đã sống không biết bao nhiêu năm này, ánh mắt lại rất khó tin. Sau lưng ông lão là một bãi tha ma rộng vô tận, âm u cùng cực, mà trên một bia mộ trong số đó được đặt hai xiên kẹo hồ lô. Cùng lúc đó, ở sâu trong vĩnh sinh chi địa, một thanh kiếm dường như cảm ứng được, đột nhiên phát ra tiếng kiếm chói tai, trong âm thanh đó có vài phần run rẩy. Ngục tối vô biên. Ở một nơi sâu thẳm dưới lòng đất vô biên, bên bờ sông dài vô tận không thấy đáy, một cô gái chỉ có một chân đang giặt quần áo. Ở cả vô biên thành, chỉ có một người. Tựa như có cảm giác, cô gái một chân đột nhiên quay đầu nhìn nơi sâu thẳm tinh không kia, khi nhìn thấy thanh kiếm đó, cô gái một chân chợt nheo mắt lại, một lúc sau, nàng ấy cúi đầu, tiếp tục dùng gậy đập giặt quần áo trong tay. Một nơi nào đó trong tinh không vị chi, một cô gái tóc bạc trắng đột nhiên dừng bước, nàng ta quay người nhìn sang, tầm mắt xuyên qua tinh hà, khi nhìn thấy thanh kiếm kia, cô gái mái tóc bạc trắng từ từ siết chặt tay lại, mạnh quá. Ở sâu trên dãy núi, một cô gái đang đọc sách đột nhiên bỏ cuốn sách cổ trong tay xuống, nàng ấy, ngẩng đầu nhìn nơi sâu thẳm tinh không, khi nhìn thấy thanh kiếm đó, cô gái khẽ nhíu mày, đây là muốn tiêu diệt ngũ duy sao? Là kiếm của người nào? Lúc này, một ông lão xuất hiện phía sau cô gái, ông lão kính cẩn hành lễ, chủ tử, không biết người xuất kiếm là ai? Nói rồi ông ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp, sức mạnh người xuất kiếm này, cả thế gian hiếm gặp. Cô gái đứng dậy, nàng ấy nhìn vào nơi sâu thẳm tinh không, nhẹ giọng nói, nếu kiếm này rơi xuống, e là ngũ duy sẽ tan thành cho bụi, vô số sinh linh chết thảm, thực lực mạnh như vậy lại không có lòng thương cảm, giống như lời của thầy, người càng mạnh thì càng nên bị ràng buộc. Nói rồi, nàng ấy khẽ nghiêng đầu, có thể ngăn cản. Ông lão do dự chốc lát, sau đó quỳ xuống một chân, chủ nhân, kiếm này không thể ngăn cản. Cô gái khẽ nheo mắt, ta thân là chủ của ngũ duy, ngươi lại nói với ta là không thể ngăn cản. Ông lão run giọng nói, chủ tử, sức mạnh của kiếm này thế gian hiếm gặp, e là chỉ có tiên tri năm đó mới có thể ngăn cản được, nếu người ra tay, e rằng. Cô gái nhìn vùng tinh không kia, nhẹ giọng nói, kiếm này rơi xuống, ít nhất cũng trên 9 phần 10 sinh linh sẽ chết. Đám người ông lão giữ mộ kia thực lực mạnh, nhưng những người bên dưới không có thực lực này, bọn họ chắc chắn sẽ chết. Số mạng của kẻ yếu không nên bị dẫm đạp như vậy. Không thể ngăn cản cũng phải cản. Vừa dứt lời, nàng ấy lập tức hóa thành một luồng sáng trắng biến mất nơi chân trời vô tận. Ông lão ở tại chỗ có chút do dự, lập tức đuổi theo. Thư viện Vạn Duy. Lúc thanh kiếm kia bay ra khỏi cơ thể Diệp Huyên, bản thân Diệp Huyên cũng sững người. Mà khi thanh kiếm trực tiếp hủy diệt cả vùng tinh không kia, Diệp Huyên cũng hoàn toàn ngơ ngác. Cô gái váy trắng ra tay rồi. Nhưng cô gái váy trắng lại muốn hủy diệt thế giới. Diệp Huyên đầu óc trống rỗng. Lúc này, ba cô gái Trương Văn Tú đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Trương Văn Tú nhìn thanh kiếm kia, sau đó lại nhìn Diệp Huyên, là ngươi làm sao? Diệp Liên và nữ phu tử cũng đồng thời nhìn Diệp Huyên. Bởi vì lúc đó bọn họ nghe thấy tiếng kiếm kia thì vội vàng chạy đến, vì vậy bạn họ đã thấy được cảnh tượng đó. Cho nên suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là do Diệp Huyên làm. Diệp Huyên cười khổ, mọi người thấy ta có thể làm được như vậy sao? Đột nhiên Diệp Liên nói, là nàng ta làm. Cô gái váy trắng. Diệp Liên đã từng gặp cô gái váy trắng, biết được sức mạnh của cô gái váy trắng, ngoại trừ cô gái váy trắng thì nàng cũng không nghĩ được ai khác. Diệp Huyên gật đầu, là nàng ấy. Chắc chắn có người đã chọc giận nàng ấy rồi. Muội cũng biết, nàng ấy là một người tính khí rất tốt, người khác không kiếm chuyện với nàng ấy thì chắc chắn nàng ấy sẽ không tức giận. Tính khí tốt. Vẻ mặt Diệp Liên có chút kỳ lạ, nếu không phải nể mặt huynh là ca ca của ta thì ta đã đánh chế huynh rồi. Trong ký ức của nàng, tính nết cô gái kia không hề tốt chút nào. Lúc này, tháp giới ngục cũng đang rung chuyển dữ dội, tựa như đang bày tỏ gì đó. Tính nết tốt. Tháp giới ngục suýt nữa đã giết chủ rồi. Đúng thật là nói dối trắng trợn. Lúc này, nữ phù tử chợt lên tiếng, kiếm này muốn hủy diệt vũ trụ ngũ duy. Nói rồi nàng ta nhìn Diệp Huyên, có thể ngăn cản không? Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện phía trên đầu ba người Diệp Huyên. Người đến chính là chủ của ngũ duy, tàn nữ.
Tàn nữ nhìn kiếm trong vùng tinh không kia, đột nhiên nàng ấy vung tay lên, một luồng sáng trắng phóng thẳng lên trời, sức lực mạnh mẽ vừa xuất hiện đã khiến không gian trong sân lập tức cuộn trào, vô cùng kinh người. Thế nhưng, luồng sáng trắng kia còn chưa kịp tiến đến gần thanh kiếm kia của cô gái váy trắng thì đã lập tức biến mất không tung tích. Không chịu được một chiêu. Tàn nữ nhíu mày, nàng ấy khẽ giẫm chân phải, cả người vươn thẳng lên trời. Đánh trực diện. Nhanh chóng, tàn nữ đã đến trong tinh không, mỗi khi cách thanh kiếm kia càng lúc càng gần thì vẻ mặt nàng ấy càng lúc càng nghiêm trọng, sức lực ẩn chứa bên trong thanh kiếm kia mạnh hơn nhiều so với nàng ấy tưởng tượng. Thế nhưng, nàng ấy không hề lùi bước. Một lúc sau, đột nhiên tàn nữ siết chặt tay phải thành quyền, sau đó đánh mạnh ra một quyền, quyền diệt chư thiên. Một quyền ấn đột nhiên phóng ra từ trong quyền của nàng ấy, đi thẳng vào sâu trong tinh không. Những nơi quyền ấn đi qua, không gian lập tức vỡ vụn thành cho bụi. Ngay sau đó, trong tầm mắt của mọi người, quyền ấn đó trực tiếp đánh mạnh vào thanh kiếm kia. Chớp mắt quyền ấn đã biến mất không dấu vết, thế nhưng thanh kiếm kia thì không hề suy chuyển. Bên dưới, sắc mặt tàn nữ trắng bệch, nàng ấy đưa mắt nhìn xung quanh, âm thanh tựa như tiếng sấm chấn động xung quanh, nếu kiếm này rơi xuống, sinh linh ngũ duy sẽ đều bị tiêu diệt. Các người thật sự không ra tay ngăn cản sao? Xung quanh không một ai trả lời. Ngăn cản? Ai lại nguyện ý đến ngăn cản kiếm này? Như vậy là tự tìm đường chết mà. Sắc mặt tàn nữ vô cùng khó coi, lúc này, nàng ấy nghĩ đến một câu tiên tri đã từng nói. Là người thì đều ích kỷ cả. Chuyện không liên quan đến mình thì đều đứng ngoài không màng, chỉ cần không ảnh hưởng bản thân, người khác sống chết thì can hệ gì đến mình. Nếu thanh kiếm này rơi xuống thì những cao thủ đỉnh cao kia, bao gồm cả bản thân nàng ấy đều có thể sống sót, bởi vì thanh kiếm này không phải nhắm vào cá thể. Nhưng, những sinh linh chúng sinh không có thực lực kia thì sao? Thấy không ai ra tay, tàn nữ lắc đầu, nàng ấy biết mình không có tư cách yêu cầu người khác cũng ra tay để cứu vớt vạn vật chúng sinh giống mình. Nàng ấy chỉ có thể yêu cầu bản thân mình. Tàn nữ ngẩng đầu nhìn thanh kiếm kia. Đang định ra tay lần nữa thì ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên xuất hiện trước mặt nàng ấy, tàn nữ liếc nhìn Diệp Huyên, lắc đầu, ngươi quá yếu. Vẻ mặt Diệp Huyên u ám, nói chuyện kiểu gì vậy? Tàn nữ lại nói, nhưng mà, thực lực như ngươi lại dám đứng ra vẫn có thể xem là đại trưởng phu. Đi xuống đi. Diệp Huyên nói, tiền bối, để ta thử xem sao. Tàn nữ nhìn Diệp Huyên, ngươi chắc chắn. Diệp Huyên gật đầu. Sau đó hắn hóa thành một luồng kiếm quang đi vào sâu thẳm tinh không. Nhìn thanh kiếm hành đạo kia, vẻ mặt Diệp Huyên phức tạp. Hủy diệt ngũ duy. Đương nhiên hắn không thể để cô gái váy trắng hủy diệt ngũ duy, vì nếu hủy diệt ngũ duy, Phù Văn Tông có biết bao người phải chết. Còn có Tiểu Thất và Liên Vạn Lý cùng với An Lan Tú và cả Diệp Liên. Quá nhiều người. Nếu thanh kiếm này chỉ hủy diệt phệ linh tộc thì chắc chắn hắn sẽ vỗ tay tán thưởng. Nhưng vấn đề là, kiếm này không chỉ nhằm vào phệ linh tộc, mà là cả vũ trụ ngũ duy, đây chẳng khác gì là hủy diệt, những chuyện khác thì không nói, nhưng thanh kiếm này rơi xuống thì e là toàn bộ Phù Văn Tông đều bị diệt sạch. Còn có những Tu La Thiết Kỵ và Tu La Tử Vệ của Tu La Quốc nữa. Những người này căn bản không thể ngăn cản được kiếm này. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, hắn đi đến phía trước thanh kiếm, nhẹ giọng nói, cái kia có thể không tiêu diệt chúng sinh không? Ở bên cạnh, tàn nữ nhìn Diệp Huyên, thiếu niên, có phải ngươi không được bình thường không? Diệp Huyên. Mà lúc này, thanh kiếm đang rơi xuống trong không trung kia chợt dừng lại. Thấy vậy, tàn nữ cũng ngây người, thanh kiếm này còn chịu nói lý sao? Mà trong lòng Diệp Huyên lại thở phào một hơi. Cô gái váy trắng có thể nghe thấy hắn nói. Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó nhìn kiếm hành đạo, lại nói, có thể không? Vũ trụ tứ duy ở phía xa. Trong tinh không, cô gái váy trắng nhìn về hướng ngũ duy, đáp, có thể. Ngày nào đó nếu ngươi thấy không thích thế giới này nữa, thì nói với ta một tiếng, ta sẽ thay ngươi tiêu diệt nó. Nói xong, nàng ấy chợt vung tay. Ở vũ trụ ngũ duy ở phía xa. Kiếm hành đạo trong tinh không đột nhiên hóa thành một luống kiếm quang đi vào đỉnh đầu Diệp Huyên, cuối cùng quay về đỉnh tháp giới ngục. Lúc này, âm thanh tầng thứ 9 đột nhiên vang lên, mạnh như vậy, ai ngăn được chứ? Vũ trụ tứ duy.
A La Liên ở trước mặt cô gái váy trắng kia cũng sững sờ cả người. Vừa rồi hắn ta có thể nhìn thấy vũ trụ ngũ duy. Hoặc nên nói là ngay khi cô gái váy trắng xuất kiếm thì hắn ta đã biết, hắn ta không phải đối thủ của cô gái trước mặt này. Thực lực của cô gái trước mặt e cũng sẽ không kém hơn đệ cửu. Gặp phải kẻ mạnh rồi. Trong lòng A La Liên có ý rút lui, hắn ta đang định rút thì ngay lúc đó, một luồng kiếm quang đột nhiên lóe lên bay về phía cổ họng hắn ta. Bù! Đầu A La Liên lập tức bay ra ngoài. Hai mắt A La Liên trợn tròn, ánh mắt không tin nổi. Hắn ta biết cô gái trước mặt này rất mạnh, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc ngay cả một kiếm của đối phương mà bản thân cũng không đỡ được. Sau nỗi kinh sợ chính là hối hận tột cùng. Bản thân không dễ gì sống sót đến hiện tại, tại sao mình lại phải đến tìm cô gái này? Tại sao chứ? Không cam tâm. A La Liên chết không nhắm mắt. Cô gái váy trắng liếc nhìn đầu của A La Liên, vẻ mặt vô cảm, thứ rác rưởi gì vậy? Đúng là yếu như gà vậy. Nói rồi nàng ấy vung tay phải, thân thể và đầu của A La Liên lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cô gái váy trắng lạnh lùng liếc nhìn vũ trụ ngũ duy, tứ duy này, ta đã nắm giữ rồi. Kể từ hôm nay, vũ trụ tứ duy không hoan nghênh vũ trụ ngũ duy, đến một người thì ta giết một người, đến hai, ta tiêu diệt cả ngũ duy. Nói đến đây, dường như nàng nghĩ đến gì đó, vẻ mặt chợt trở nên hung dữ, cho dù có đến, cũng không thể có một người có thể đánh được đến hay sao? Các người biết làm kẻ vô địch đau khổ thế nào không? Mờ thanh cô gái váy trắng như sấm rền xuyên qua từng tầng tinh không, cuối cùng truyền đến cả vũ trụ ngũ duy. Toàn bộ vũ trụ ngũ duy đều rơi vào trầm mặc. Vũ trụ tứ duy. Lúc này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Vũ trụ tứ duy kia có một người đang khinh thường vũ trụ ngũ duy, nhưng không ai dám đáp trả. Ai dám đáp trả chứ? Cô gái kia suýt chút nữa đã một kiếm hủy diệt cả vũ trụ ngũ duy. Đương nhiên, càng có nhiều người hiếu kỳ rốt cuộc cô gái váy trắng kia là người nào. Cô gái chỉ với một kiếm mà suýt chút nữa đã hủy diệt cả vũ trụ ngũ duy, kinh khủng đến nhường nào. Thư viện Vạn Duy. Diệp Huyên nhìn mấy người tàn nữ, khẽ cười, thật ra, con người nàng ấy rất tốt, tính khí cũng tốt, thật đó. Ngay lúc đó, tháp giới ngục đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nó rung động dữ dội, hơn nữa còn có dấu hiệu muốn động tay. Thật sự muốn giết chủ nhân mà. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Diệp Liên cũng lắc đầu. Đừng nói là tháp giới ngục, mà ngay cả nàng cũng không biết nói gì, tính khí cô gái váy trắng kia tốt. Là một người tốt. Cô gái đó hở tí đã muốn hủy diệt thế giới. Nhìn thế nào cũng không thể xem là tính khí tốt được. Đương nhiên, đối với Diệp Huyên mà nói, quả thật cô gái váy trắng rất thân thiện. Thế nhưng, chỉ là đối với một mình hắn thôi. Ngoại trừ đối với Diệp Huyên, cô gái váy trắng kia chưa từng tốt tính với bất kỳ ai cả. Ngay lúc này, tàn nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi làm như thế nào? Diệp Huyên khẽ cười, kiếm này có liên quan đến ta. Ta chỉ là thương lượng với nó một chút, nó cũng đồng ý nghe theo lời ta. Tiện nữ đánh giá Diệp Huyên, khẽ gật đầu, cho dù thế nào thì chúng sinh cũng đều nên cảm ơn ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, sẽ không có ai cảm ơn ta. Tàn nữ nói, ít nhất thì ta nguyện ý. Diệp Huyên nhìn tàn nữ, có chút bất ngờ, tiền bối nguyện ý. Tàn nữ hỏi ngược, có vấn đề sao? Diệp Huyên nhìn Diệp Liên nói, chủ của ngũ duy tàn nữ. Tàn nữ. Diệp Huyên nhìn tàn nữ, có chút kinh ngạc, cô gái này cũng không tàn mà. Như biết được Diệp Huyên nghĩ gì, Diệp Liên lại nói, nàng ta thiếu một hồn một phách. Một hồn một phách. Diệp Huyên lại liếc nhìn đánh giá tàn nữ, khẽ gật đầu, ra là như vậy. Nói rồi hắn như nghĩ đến gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, chư vị tiền bối, nếu ta đoán không nhầm. Lần này chắc chắn là phệ linh tộc tiến đến vũ trụ tứ duy kiếm chuyện với cô gái váy trắng rồi, nếu không phải vậy, nàng ấy tuyệt đối sẽ không đột nhiên muốn hủy diệt vũ trụ ngũ duy. Tàn nữ nhẹ giọng nói, phệ linh tộc, tộc này dã tâm quá lớn, không phải người lương thiện. Nữ phu tử cũng khẽ gật đầu, bây giờ bên cạnh bọn họ còn có thêm vô địch tông, không dễ đối phó nữa rồi. Tàn nữ nhìn nữ phu tử, người có tìm được tung tích tiên sinh chưa? Nữ phu tử liếc nhìn Diệp Huyên, lắc đầu tạm thời vẫn chưa. Nghe vậy, tàn nữ trầm mặc.
Lúc này, đột nhiên Diệp Huyên lên tiếng, chư vị, với thực lực hiện tại của chúng ta, cũng không hề kém so với phệ linh tộc, chỉ bằng trực tiếp khai quan thư phòng vạn duy. Nữ phu tử lắc đầu, không thể. Tàn nữ cũng gật đầu, không thể khai quan. Diệp Huyên có phần không hiểu, tại sao? Nữ phu tử nhìn Diệp Huyên, bởi vì những người ngấp nghé thư phòng không chỉ có phệ linh tộc, mà còn có ba cấm địa kia nữa. Hư vô duy độ thế giới. Ngục tối vô biên. Vĩnh sinh chi địa. Diệp Huyên nhíu mày, bọn họ cũng nhòm ngó thư phòng vạn duy sao? Nữ phu tử gật đầu, vẫn luôn trực chờ. Có thể nói, thư phòng vạn duy cũng là thứ duy nhất mà ba cấm địa đó có hứng thú. Nếu khai quan thư phòng thì đồng nghĩa đẩy bọn họ về bên phía phệ linh tộc. Nếu không khai quan, bọn họ sẽ vận tọa sơn quan hổ đấu, để chúng ta và phệ linh tộc liều mạng ngươi sống ta chết. Cho nên, tạm thời chúng ta không thể mở. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, có chút buồn bực. Bởi vì hắn cũng tò mò bên trong thư phòng kia rốt cuộc là gì, nhưng hắn cũng hiểu, nếu thật sự khai quan, quả thực sẽ khiến thư viện vạn duy gặp chuyện. Trừ khi trong thư phòng đó có gì đó có thể trực tiếp khiến bọn họ vô địch. Nhưng loại chuyện như vậy, rõ ràng là không thể. Diệp Huyên nói, ta cảm thấy, chúng ta cũng không thể cứ ngồi chờ chết vậy được. Mọi người nhìn Diệp Huyên, hắn nhẹ giọng nói, cứ mãi bị động như vậy, đối với chúng ta vô cùng bất lợi, vì vậy ta cảm thấy, chúng ta có thể phản kích. Nếu có thể tiêu diệt phệ linh tộc đương nhiên là tốt nhất, nếu không thể cũng không sao cả, ít nhất cũng phải đánh để thể hiện khí thế chúng ta, để mọi thế lực của vũ trụ ngũ duy này biết chúng ta lớn mạnh, đồng thời cũng phải để cho phệ linh tộc hiểu được, chúng ta không dễ ức hiếp. Nữ phu tử khẽ cười, tán thành. Diệp Liên gật đầu, tán thành. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyên, đúng ý ta. Diệp Huyên nhìn sang tàn nữ. Tàn nữ im lặng. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, tim người gắn liền với sinh linh vũ trụ ngũ duy, nhưng ngươi nên biết sự uy hiếp của phệ linh tộc này, nếu hiện tại không giết chết thì sau này muốn tiêu diệt bọn họ, e rằng sẽ rất khó. Tàn nữ gật đầu, có thể. Diệp Huyên cười nói, cứ vậy đi, chúng ta chiêu cáo thiên hạ, cứ nói 3 ngày sau tấn công phệ linh tộc. Tàn nữ nhìn Diệp Huyên, công khai. Diệp Huyên cười nói, đương nhiên phải công khai. Vì chúng ta cũng không thể lén lút ngấm ngầm được, nếu đã không thể lén lút vậy tại sao không thẳng thừng quang minh chính đại một chút. Chúng ta là muốn nói cho mọi người trong thiên hạ, chúng ta muốn giết bọn họ. Nói rồi hắn nhìn các cô gái, có vấn đề gì không? Nữ phu tử nói, nếu đã muốn xuất sư, đương nhiên phải nổi danh. Chúng ta nhất định phải để người thiên hạ biết được chuyện ác và dã tâm này của phệ linh tộc, để người thiên hạ biết được sự đáng sợ của bọn họ. Trương Văn Tú gật đầu, đánh nhau, phải đứng ở đạo lý, phải đứng trên đỉnh cao đạo đức, đánh như vậy trong lòng mới thoải mái. Nữ phu tử cười nói, lời này có lý, chúng ta muốn vạn vật chúng sinh hiểu được, chúng ta ra tay là vì bản thân, cũng là vì muôn dân thiên hạ này. Diệp Huyên nhìn Trương Văn Tú và nữ phu tử. Hai người phụ nữ này không hổ là người đọc sách, đánh nhau thôi cũng nói lý như vậy. Nhưng như vậy cũng không phải không có đạo lý. Từ xưa đến nay, đánh nhau chính là phải xuất quân có tiếng, hơn nữa phải mang danh chính nghĩa. Lúc này, nữ phụ tử bỗng nhìn Diệp Huyên, người có cảm thấy chúng ta đạo đức giả không? Trương Văn Tú cũng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên sửng sốt, hắn cũng không nghĩ nữ phụ tử sẽ đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Lập tức vội lắc đầu, đương nhiên là không, mọi người còn chu đáo hơn ta nghĩ nhiều. Nữ phu tử gật đầu, nếu đã như vậy, thì cứ để ta viết một bài hịch thảo phạt. 3 ngày sau, chúng ta đi đến phệ linh tộc. Diệp Huyên cười nói, như vậy rất tốt, nhưng mà, thực lực thật sự của phệ linh tộc này, trước mắt chúng ta vẫn chưa biết được, hơn nữa bên bọn họ lại có thêm thế lực thần bí vô địch tông, bởi vậy, lần này đi đến phệ linh tộc chúng ta cũng không thể lơ là. Nữ phu tử nhẹ giọng nói, vô địch tông. Diệp Huyên gật đầu, người của ta đã điều tra, A-La-Liên kia đã không còn là A-La-Liên của Thái Cổ tộc nữa. Ban đầu hắn cùng ta ở trong bí cảnh kia, nghĩ lại thì hắn đã bị đoạt xác rồi, chỉ là không biết tại sao hắn lại qua lại với phệ linh tộc kia. Nữ phu tử gật đầu, ta sẽ cho người đi thám thính tông môn này. Diệp Huyên khẽ gật đầu, chư vị, ta và Liên Nhi quay về Phù Văn Tông sắp xếp trước một chút. 3 ngày sau gặp lại. Nữ phu tử nhìn Diệp Huyên, ta sợ rằng phệ linh tộc sẽ đánh phủ đầu trước. Nói rồi,
nàng ta điểm một ngón tay, một hòn đá lớn bằng nắm tay chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, đây là đá truyền tống không gian, nếu ngươi gặp nguy thì cứ kích hoạt đá này, ta và Văn Tú sẽ nhanh chóng tìm đến. Diệp Huyên không từ chối, nhận lấy đá không gian kia, nói, ba vị, xin cáo từ. Nói xong, hắn dẫn Diệp Liên biến mất nơi chân trời mênh mông. Tàn nữ vẫn ở đây, nhìn nữ phu tử, ngươi không nói lý với phệ linh tộc sao? Nữ phu tử cười nói lý phải chia theo người, có vài người không thể nói đạo lý được, mà phải dùng nắm đấm. Tàn nữ nhẹ giọng nói, nếu tiên sinh vẫn còn đây, cục diện hôm nay chắc chắn sẽ không biến thành như vậy. Nữ phu tử trầm mặc. Lúc này, Trương Văn Tú nhìn nữ phu tử, có phải ngươi biết gì không? Nữ phu tử lắc đầu, với thực lực của tiên sinh, thế gian này không ai có thể giết được hắn, mà hắn biến mất, thì chỉ có một lời giải thích, là tự hắn lựa chọn biến mất. Mà nếu hắn đã làm như vậy nhất định có thâm ý của hắn. Trương Văn Tú trầm giọng nói, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nữ phu tử nhẹ giọng nói, có lẽ, hắn muốn cứu thế giới này. Nghe vậy, hai cô gái đều nhìn nữ phu tử. Phệ linh tộc, trong một gian đại điện, Nguyên Thiên tĩnh lặng ngồi đó, lúc này hắn ta đã khôi phục lại thân xác, thế nhưng vẫn còn có hơi yếu. Rõ ràng, thân xác bị hủy, dù đã nặn lại rồi nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn với hắn ta. Lúc này sắc mặt Nguyên Thiên u ám như nước, hai tay nắm chặt tay vịn hai bên. Trước mặt hắn ta không xa là Nguyên Chiến. Một lát sau, Nguyên Thiên đột nhiên nhẹ giọng nói, cô gái kia. Nói rồi, hắn ta nhìn Nguyên Chiến, nhị thúc có thể đối phó với người xuất kiếm không? Nguyên Chiến trầm mặc một lúc, sau đó lắc đầu, người này mạnh mẽ thế gian hiếm thấy, thực lực này e rằng còn hơn cả đệ cửu kia. Nghe vậy, Nguyên Thiên càng siết chặt hai tay hơn. Sắc mặt Nguyên Chiến cũng không dễ coi. Bọn họ đều không ngờ được cô gái váy trắng sau lưng Diệp Huyên kia lại mạnh như vậy. A La Liên kia đi tìm cô gái váy trắng, đến nay. Vẫn không có tin tức gì, không cần nghi ngờ, đã bị giết chết rồi. Loại cao thủ như A La Liên, nếu hắn ta muốn trốn, cho dù là lục đại cao thủ cũng khó mà giết chết được. Thế nhưng, cô gái váy trắng lại làm được. Có nghĩa là sao chứ? Có nghĩa là thực lực cô gái váy trắng này chắc chắn là cao hơn lục đại cao thủ. Nguyên Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vốn dĩ, bọn họ là muốn xuống vũ trụ tứ duy nhắm vào mấy người quen cũ của Diệp Huyên, để hắn quay về vũ trụ tứ duy, bọn họ sẽ bố trí gài bẫy giết chết Diệp Huyên. Nhưng không ngờ cô gái kia lại kinh khủng như vậy. Cô gái đó muốn tiêu diệt vũ trụ ngũ duy. Một kiếm đó, ai có thể ngăn cản được. Dù sao thì hắn cũng không thể. Sau lưng Diệp Huyên lại có cao thủ mạnh như vậy. Làm thế nào? Còn làm thế nào được đây? Nguyên Thiên cảm thấy đã không thể tiếp tục được nữa. Lúc này, Nguyên Chiến chợt lên tiếng, chớ có nhụt chí. Thực lực cô gái đó mạnh như vậy nhưng lại không đến ngũ duy trợ giúp Diệp Huyên tiêu diệt phệ linh tộc ta, thì chỉ có một cách giải thích, nàng ta không lên được vũ trụ ngũ duy. Nguyên Thiên nhìn Nguyên Chiến, không lên được. Nguyên Chiến gật đầu, với thực lực cô gái này, sợ rằng chỉ có phệ linh tộc ta ở thời kỳ đỉnh cao mới có thể đối phó. Mà nếu bây giờ nàng ta muốn tiêu diệt phệ linh tộc ta thì phệ linh tộc căn bản không cách nào chống lại được. Nhưng nàng ta không hề làm như vậy, vậy chỉ có một cách giải thích là nàng ta không thể đến vũ trụ ngũ duy, tuy rằng không biết nguyên do là gì. Nói xong ông ta dừng một lát, sau đó nói tiếp, bây giờ phệ linh tộc ta đã không còn đường lui. Cho dù chúng ta không thành kẻ thù với Diệp Huyên cũng không kịp rồi, trừ phi phệ linh tộc ta làm kẻ bề dưới nhún nhường. Mà cho dù có làm kẻ bề dưới thì Diệp Huyên kia cũng chưa chắc bỏ qua cho chúng ta, người này sau này một khi đã lớn mạnh, e rằng ngay cả kẻ bề dưới chúng ta cũng không làm được. Chúng ta, đã không còn đường lui nữa, nhiệm vụ cấp bách trước mắt của chúng ta là không từ mọi giá đoạt lấy thư phòng kia, chỉ có đoạt được thư phòng kia chúng ta mới có thể đối phó được. Thư phòng Vạn Duy, Nguyên Thiên gật đầu, như lời nhị thúc nói, quả thực chúng ta đã không còn đường lui. Ngay lúc này, đột nhiên một ông lão xuất hiện trong đại điện, ông lão trầm giọng nói, đại tôn, thư viện Vạn Duy chiêu cáo thiên hạ, nói 3 ngày sau tiêu diệt phệ linh tộc ta. Nghe vậy, Nguyên Thiên chợt nheo hai mắt lại. Lúc này, Nguyên Chiến chợt nói, đến hư vô duy độ khai quan. Nghe thấy vậy, sắc mặt Nguyên Thiên chợt thay đổi, đến mức đó rồi sao?
Nguyên Chiến khẽ nói, bốn vị cao thủ siêu cấp, ngươi thấy sao? Nguyên Thiên trầm mặc một lúc, sau đó nói, đi, đến hư vô duy độ. Hư vô duy độ. Đây là một nơi vô cùng thần bí, nơi này chỉ có tiên tri từng đi vào và còn sống bước ra. Đối với nơi này, các cao thủ của vũ trụ ngũ duy vừa đầy tò mò lại vừa sợ hãi. Ngày hôm nay, Nguyên Thiên và Nguyên Chiến đến hư vô duy độ, nhưng hai người vẫn chưa đi vào, mà ở bên ngoài lối vào hư vô duy độ. Nguyên Thiên cung kính hành lễ với hư vô duy độ, bái kiến Lão Thiên. Lúc này, một ông lão xuất hiện ở lối vào, ông lão lưng hơi gù, tóc xóa thưa, thoạt nhìn trông rất già nua. Nhưng hai người bọn Nguyên Thiên ở trước mặt ông lão này đến thở mạnh cũng không dám. Ông lão bảo vệ lăng mộ của hư vô duy độ. Tại vũ trụ ngũ duy, có ba nơi mà cho dù là sáu cao thủ mạnh nhất cũng phải có lòng kính nể, hư vô duy độ này chính là một trong số đó. Lão Thiên nhìn thoáng qua hai người bọn Nguyên Thiên, chuyện gì? Nguyên Thiên cung kính hành lễ, đưa quan tài đi. Lão Thiên nhẹ giọng nói, phệ linh tộc của ngươi gửi ở đây sáu chiếc quan tài, muốn đưa đi mấy chiếc? Nguyên Thiên trầm giọng nói, ba chiếc. Lão Thiên gật đầu, xoay người rời đi. Nguyên Thiên nhìn thoáng qua Lão Thiên, nhẹ giọng nói, nhị thúc, Lão Thiên này rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào? Nguyên Chiến trầm giọng nói, sâu không lường được. Nguyên Thiên trầm giọng, nghe nói năm đó chỉ có tiên tri từng đi vào, cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Nguyên Chiến nói, tổ tiên của phệ linh tộc ta đã từng chiến đấu với Lão Thiên này. Nguyên Thiên hỏi, kết quả như thế nào? Nguyên Chiến lắc đầu, không biết kết quả. Nhưng, nói thật, ở thời đại đó, người có thể chắc chắn áp chế được Lão Thiên này sợ là cũng chỉ mình tiên tri. Tiên tri. Nguyên Thiên gật đầu, nếu như tiên tri không biến mất, e rằng vũ trụ ngũ duy này vẫn rất bình yên. Vào thời đó, các thế gia vọng tộc lớn thậm chí cả những vùng cấm địa này đều lựa chọn ở ẩn, không dám ra ngoài dạo chơi. Cho dù một khoảng thời gian sau khi tiên tri biến mất, bọn họ cũng không dám đi ra. Bao gồm cả phệ linh tộc. Đúng lúc này, Lão Thiên lại xuất hiện ở trước mặt hai bọn họ, ông ta vung tay phải lên, ba chiếc quan tài hiện ra trước mặt ba người. Nguyên Thiên vội hành lễ, đa tạ. Lão Thiên nhìn Nguyên Thiên, không nói gì. Nguyên Thiên vội vàng lấy ra một chiếc bình màu đen đưa cho Lão Thiên, trong bình này có chứa đầy 1.000.000 thể linh hồn. Lão Thiên nhận lấy chiếc bình, xoay người rời đi. Ông ta đi rất chậm, nhìn trông rất yếu. Nguyên Thiên vội thu hồi ba chiếc quan tài, sau đó xoay người rời đi cùng Nguyên Chiến. Phù Văn Tông. Sau khi Diệp Huyên và Diệp Liên trở về Phù Văn Tông, Diệp Huyên về phòng của mình, hắn lấy ra một quyển sách cổ. Chính là quyển sách cổ Bùa Thiên Địa mà nữ phu tử tặng hắn. Bùa Thiên Địa. Bùa chú xếp trên cả bùa bảy sắc. Nếu hắn có thể vẽ ra loại bùa này, hắn có thể dựa vào loại bùa này chống lại những cao thủ tương tự như Diệp Liên. Không biết đánh thắng được hay không, nhưng có thể đánh. Mà hiện nay nếu hắn một mình đấu, vẫn là không đánh lại được Diệp Liên. Diệp Huyên mở sách cổ, sau khi nhìn một lát, Diệp Huyên nhíu mày thật sâu, bởi vì hắn phát hiện, điều kiện để vẽ được bùa thiên địa này cực kỳ hà khắc. Muốn vẽ loại bùa thiên địa này, cho dù là khí hỗn độn cũng không đủ tư cách. Ngoài ra còn một vài vật liệu linh tinh mà hắn còn chưa từng nghe qua. Khó. Diệp Huyên tối sầm mặt, muốn luyện chế bùa thiên địa này không phải khó bình thường. Không đúng. Dường như nhớ ra gì đó, Diệp Huyên mắt sáng lên, hắn thiếu chút nữa quên Tiểu Linh Nhi. Mặc dù hắn không có linh khí tốt hơn cả khí hỗn độn, nhưng mà Tiểu Linh Nhi có. Linh khí Tiểu Linh Nhi dùng để luyện đan kia nhất định có thể vẽ bùa thiên địa. Nhưng những vật liệu này là một vấn đề lớn. Sau khi suy nghĩ, Diệp Huyên ra khỏi phòng, tìm thấy Thẩm Tinh Hà. Diệp Huyên lấy quyển bùa thiên địa kia ra đưa cho Thẩm Tinh Hà, lão Thẩm, xem đi. Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nhận lấy quyển bùa thiên địa kia, một lát sau, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Lão Thẩm nhìn về phía Diệp Huyên, run giọng nói, bùa thiên địa. Diệp Huyên gật đầu, là phu tử cho ta, nàng ta nói là do tiên tri nghiên cứu ra, vào lúc đó, chỉ có tổ sư và tiên tri có thể vẽ ra. Lão Thẩm trầm giọng nói, điều kiện vẽ bùa này rất khó, trong đó có hai loại vật liệu cho dù là Phù Văn Tông ta cũng không có. Diệp Huyên vội vàng hỏi, hai loại nào?
Lão Thẩm nói, đá sao trời, gỗ phượng hoàng. Diệp Huyên hỏi, còn lại thì sao? Lão Thẩm nói, những vật còn lại Phù Văn Tông ta đều có, nhưng cũng không nhiều. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, khó nhất chính là huyền khí, bùa này cần có huyền khí cực mạnh mới được, cho dù là khí hỗn độn cũng không được, mà hiện nay, ta không tìm ra huyền khí nào cao cấp hơn khí hỗn độn. Diệp Huyên cười nói, huyền khí ta có, bây giờ ta thiếu chính là vật liệu. Lão Thẩm kinh ngạc nói, tiểu sư tổ có huyền khí. Diệp Huyên gật đầu, huyền khí có, nhưng mà không có vật liệu. Lão Thẩm trầm lặng một lúc, sau đó nói, chuyện vật liệu này để ta nghĩ cách. Diệp Huyên nhìn Lão Thẩm nói, cậu đi cùng ta một chuyến đến Tội Thành, nơi đó có lẽ có những vật mà chúng ta cần. Tội Thành. Diệp Huyên hỏi, đó là nơi nào? Lão Thẩm nói, đó là một nơi hỗn loạn, nơi đó tốt xấu lẫn lộn, đủ mọi hạng người, nhưng nơi đó cũng là thiên đường giao dịch, bởi vì ở đó ngươi có thể mua được bất kỳ thứ gì ngươi muốn. Diệp Huyên trầm giọng nói, được, chúng ta đến Tội Thành. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ đi ngay thôi. Lão Thẩm gật đầu. Hai người rất nhanh đã rời khỏi Phù Văn Tông, tiến đến Tội Thành. Tội Thành. Đây là một nơi rất đặc biệt, nơi này không thuộc về bất cứ một thế lực nào, mà ở đây, như lời Lão Thẩm nói, tốt xấu lẫn lộn, loại người nào cũng có. Điều đáng nói là Tội Thành này có thể được coi là thành phồn hoa nhất trong số những đô thành của vũ trụ ngũ duy. Bởi vì nơi này tự do. Sau khi Diệp Huyên và Lão Thẩm bước vào Tội Thành, Diệp Huyên tò mò nhìn xung quanh, không thể không nói, Tội Thành này thật phồn hoa, bên trong tòa thành, người đi tấp nập. Náo nhiệt lạ thường. Diệp Huyên đột nhiên nói, Lão Thẩm, Tội Thành này do người nào quản? Lão Thẩm nói, thành chủ Tội Thành Mộ Huyên. Tội Thành có được sự phồn hoa như hiện nay không thể tách rời khỏi kinh doanh của Mộ gia, đặc biệt là Mộ Thanh con gái của Mộ Huyên, một nhân tài kinh doanh hiếm có, thương hội Thái Bình lớn nhất ở vũ trụ ngũ duy hiện tại chính là do một tay nàng ta lập nên, lần này chúng ta đến cũng là tìm nàng ta nhờ giúp đỡ. Diệp Huyên gật đầu. Đang muốn nói, đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt Lão Thẩm và Diệp Huyên, người đàn ông cung kính hành lễ với hai người, Thẩm Tông Chủ, Diệp Thần Sư, Tiểu Thư cho mời. Tiểu Thư, Diệp Huyên nhìn sang Lão Thẩm cười nói, có lẽ chính là nàng ta rồi. Nói xong, ông ta nhìn về phía người đàn ông, nói, dẫn đường đi. Người đàn ông lại hành lễ, sau đó nói, hai vị đi theo ta. Nói xong, hắn hướng về một bên bước đi. Lão Thẩm và Diệp Huyên đi theo, chỉ chốc lát, người đàn ông dẫn Diệp Huyên và Thẩm Tinh Hà đến một biệt uyển bị áp chế. Vừa mới vào biệt uyển, một cô gái tiến về phía họ, cô gái không mặc trang phục nữ, mà là mặc trang phục của nam. Nữ giả nam. Cô gái này chính là Mộ Thanh đại tiểu thư của Tội Thành. Mộ Thanh đi đến trước mặt Diệp Huyên và Thẩm Tinh Hà, nàng ta chắp tay làm lễ. Cười nói, Thẩm Tông Chủ và Diệp Thần Sư đến Tội Thành, ta vốn nên tự mình đi nghênh đón, nhưng thân phận của ta đặc thù, nếu tự mình đi nghênh đón sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Hai vị đến đây, hẳn là không muốn có quá nhiều chuyện phiền toái, cho nên, chỉ có thể phái thuộc hạ đi tiếp, nếu có chỗ thất lễ, vẫn mong hai vị thứ lỗi. Lão Thẩm cười nói, đều là chuyện nhỏ, Mộ cô nương, thật không dám giấu giếm, lần này tới là có việc muốn nhờ. Mộ Thanh nói, hai vị muốn mua thứ gì? Lão Thẩm có chút kinh ngạc, làm sao cô biết? Mộ Thanh cười nói, với thân phận và thực lực của hai vị, việc mà ta có thể giúp được, sợ là cũng chỉ có bán chút đồ cho hai vị. Lão Thẩm cười nói, Mộ cô nương trí tuệ hơn người, lần này chúng ta đến quả thật là muốn mua hai loại đồ vật. Mộ Thanh nói, không biết là vật gì? Lão Thẩm nói, đá tinh không, gỗ phượng hoàng. Mộ Thanh nghe vậy. Lập tức cau mày. Lão Thẩm hỏi, sao thế? Mộ Thanh trầm giọng nói, hai loại này đều thuộc loại thần vật trong truyền thuyết, đặc biệt là gỗ phượng hoàng. Lão Thẩm hẳn cũng biết, cái gọi là gỗ phượng hoàng chính là cây thần mà phượng hoàng từng cư trú, mà sức thiêu đốt của phượng hoàng cực kỳ mạnh, cây thần bình thường căn bản không chịu nổi lực lượng của nó, bởi vậy loại gỗ thần phượng hoàng lưu lại này rất ít. Thẩm Tinh Hà gật đầu, ta biết, cho nên mới đến nhờ Mộ cô nương giúp đỡ. Mộ Thanh im lặng một lát, sau đó nàng ta mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một cái hộp,
nàng ta đưa hộp đến trước mặt Thẩm Tin Hà, hai vị trước tiên hãy nhìn vật này đã. Lão Thẩm mở ra, trong hộp là một tảng đá to bằng bàn tay, tảng đá trong suốt sáng long lanh tựa như vì sao, rất là đẹp. Đá tinh không? Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Mộ Thanh, Mộ cô nương, cô ra giá đi. Mộ Thanh cười nói, vật này hội tụ lực lượng sao trời hết sức thuần khiết, tác dụng rất lớn, ta không bán. Nhưng mà, nói đến đây, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, nếu Diệp thần sư đã muốn, Mộ gia ta sẵn lòng từ bỏ nó, cũng không bán, chỉ tặng miễn phí cho Diệp thần sư, coi như kết mối thiện duyên. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà lập tức hiểu ra. Mộ Thanh này muốn Diệp Huyên nợ Mộ gia một ân tình. Đối phương muốn không phải Phù Văn Tông nợ ân tình, mà là muốn Diệp Huyên nợ, hiển nhiên, địa vị của Diệp Huyên đã ở trên Phù Văn Tông. Nhưng cũng là lẽ thường, dù sao Diệp Huyên cũng là tiểu sư tổ của Phù Văn Tông, hắn nợ ân tình, chẳng phải cũng chính là Phù Văn Tông nợ ân tình hay sao? Hơn nữa, phía sau Diệp Huyên còn có một vị nữ đế Tu La. Nếu như Diệp Huyên bằng lòng nợ mối ân tình này, đối Mộ gia mà nói, thật sự là kiếm được món hời lớn. Diệp Huyên nhìn Mộ Thanh, cười nói, Mộ cô nương vì sao không ra một cái giá? Mộ Thanh cười nói, Mộ gia ta cũng không thiếu tiền. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nói, vậy đa tạ. Nói xong, hắn nhận lấy đá tinh không. Không có cách nào, hắn không thể cự tuyệt. Bởi vì bây giờ hắn thật sự rất cần đá tinh không này, hắn muốn 3 ngày sau khi tấn công Phệ Linh tộc vẽ ra được bùa thiên địa. Mộ Thanh thấy Diệp Huyên nhận lấy, khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp thần sư, về phần gỗ thần Phượng Hoàng thì ta không có. Nhưng ta biết ở đâu có, ta sẵn lòng dẫn người đi, đương nhiên, ta không dám đảm bảo có thể lấy được hay không, vẫn mong thứ lỗi. Diệp Huyên gật đầu, mời Mộ cô nương dẫn đường. Mộ Thanh gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên và Thẩm Tinh Hà rời khỏi tiểu viện. Mộ Thanh dẫn Diệp Huyên và Thẩm Tinh Hà đến trước một tòa phủ đệ xa hoa, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về hướng tòa phủ đệ kia. Dạ phủ. Diệp Huyên nhìn sang Mộ Thanh cô nương, đây là... Mộ Thanh cười nói, đây là giả tộc, mặc dù không sánh bằng 3 thế tộc như Thái Cổ tộc, nhưng cũng không thể khinh thường. Lúc này, Thẩm Tinh Hà cũng khẽ gật đầu, dạ phủ, từng là tộc lớn đương thời, nhưng về sau không biết vì sao đột nhiên lựa chọn ở ẩn, đến sau này, bọn họ đã dần dần biến mất trước mọi người. Mộ Thanh gật đầu, có một vài thế gia ẩn náu rất sâu. Giả tộc này chính là một trong số đó. Nói xong, nàng ta đi đến trước cổng, lúc này, một ông lão trông dáng vẻ giống quản gia xuất hiện trước mặt Mộ Thanh, ông lão hơi hành lễ, hóa ra là Mộ cô nương. Mộ Thanh cười nói, làm phiền tiền bối thông báo lên gia chủ Dạ gia, nói tông chủ Phù Văn Tông cùng Diệp thần sư đến thăm hỏi. Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Huyên và Thẩm Tinh Hà ở gần đó. Ông lão hơi hành lễ, hóa ra là Thẩm Tông Chủ và Diệp Thần Sư, mời hai vị đi theo ta. Nói xong, ông ta mở cổng, sau đó dẫn theo 3 người bọn Diệp Huyên đi vào. Bên trong phủ rất ít người, chỉ thỉnh thoảng có vài tên đầy tớ, có vẻ khá quạnh quẽ. Diệp Huyên nhìn lướt qua 4 phía, hắn không cảm nhận thấy hơi thở hùng mạnh nào. Nhưng càng như vậy, càng không đơn giản. Rất nhanh, 3 người bước vào trong một đại điện, lúc này. Một người đàn ông trung niên ra đón, người đàn ông chắp tay làm lễ với 3 người họ, cười nói, hóa ra là Thẩm huynh và Diệp thần sư còn cả Mộ tiểu thư đến thăm, không ra tiếp đón từ xa, mong thứ lỗi. Lúc này, giọng nói của Mộ Thanh vang lên trong đầu Diệp Huyên, Dạ Lan tộc trưởng đương nhiệm của Dạ tộc. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn không nói gì, vào những lúc như này nên để Thẩm Tinh Hà ra mặt. Thẩm Tinh Hà cười cười, Dạ huynh. Ta cũng không vòng vo với ngươi, lần này tới, là muốn xin quý phủ một vật phẩm. Dạ Lan có chút tò mò, không biết là vật gì. Thẩm Tinh Hà nói, gỗ Phượng Hoàng. Dạ Lan nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Thấy thế, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, sợ là lần này không suôn sẻ như vậy rồi. Thẩm Tinh Hà nhẹ giọng nói, chẳng lẽ dạ phủ không có. Dạ Lan lắc đầu, dạ phủ ta quả thật có vật này. Nhưng mà e rằng dạ phủ không thể từ bỏ nó, bởi vì vật ấy cực kỳ quan trọng đối với con gái ta. Thẩm Tinh Hà do dự một lát, sau đó nói, sao lại nói như thế? Dạ Lan thấp giọng thở dài, thể chất của con gái ta đặc biệt,
từ nhỏ cơ thể đã giống như tảng băng, may mắn có gỗ thần phượng hoàng hộ thân, mới có thể ngăn chặn hàn khí trong cơ thể, nếu như không có gỗ thần phượng hoàng này, thì sợ là tiểu nữ không sống được quá nửa canh giờ. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, thể chất đặc biệt. Dạ Lan gật đầu, ta cũng không biết là thể chất gì. Nói xong, lão ta chắp tay làm lễ, thẩm huynh, nếu là vật gì khác, ta thậm chí không cần chớp mắt, nhất định sẽ đưa cho ngươi, nhưng vật này liên quan đến tính mạng của tiểu nữ, thật sự xin lỗi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, có thể dẫn ta đi gặp Thiên Kim tiểu thư không? Ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn xem có thể giúp gì không, nếu ta bất lực, ta và lão thẩm sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không nói về gỗ thần phượng hoàng nữa, được không? Dạ Lan do dự một lát, sau đó gật đầu, cũng được. Để Diệp thần sư thử xem sao, ba vị chờ một chút, ta đi gọi tiểu nữ ra. Nói xong, lão ta xoay người rời đi. Trong điện, Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Diệp Huyên, có nắm chắc không? Diệp Huyên lắc đầu cười, nào có nắm chắc, ta còn chưa nhìn thấy con gái của Dạ tộc trưởng. Thẩm Tinh Hà gật đầu, đợi lát xem, nếu thật sự không có cách nào, chúng ta cũng không gò ép. Diệp Huyên cười nói, đương nhiên. Một lát sau, Dạ Lan dẫn theo một cô gái đến đại điện, cô gái vừa bước vào đại điện, nhiệt độ của cả đại điện lập tức hạ xuống, ba người Diệp Huyên nhìn về phía cô gái. Cô gái khoảng tầm 18 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu trắng, cả người trông rất mềm yếu. Mà trên người nàng ta tản ra một luồng hàn khí lạnh thấu xương. Cô gái nhìn thoáng qua ba người Diệp Huyên, hơi hành lễ, Dạ Tuyết Nhi bái kiến ba vị tiền bối. Diệp Huyên đi đến trước mặt Dạ Tuyết Nhi, hắn nhìn đánh giá Dạ Tuyết Nhi một lượt, nói khẽ trong lòng, Liên Thiển cô nương, có biết nàng ta là thể chất gì không? Liên Thiển trầm lặng một lát, sau đó nàng ta đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn lên người Liên Thiển. Liên Thiển nhìn đánh giá Dạ Tuyết Nhi, một lát sau, trong mắt nàng ta hiện lên vẻ kinh ngạc, linh thể hàn băng. Linh thể hàn băng. Dạ Lan vội vàng nói. Vị cô nương này, cô biết đây là thể chất gì? Liên Thiển gật đầu, hẳn là không sai. Nàng ta đây là linh thể hàn băng trong truyền thuyết, loại thể chất này vô cùng tốt, đặc biệt là khi tu luyện công pháp và võ kỹ hệ băng, quả thật là được trời ưu ái. Nhưng mà loại thể chất này cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu tự nàng ta không thể chế ngự được, thì có thể sẽ chết bởi loại thể chất này. Dạ Lan run giọng nói, vị cô nương này, cô có cách nào có thể làm cho tiểu nữ chế ngự được thể chất này không? Liên Thiển lắc đầu, ta không có cách nào. Dạ Lan sửng sốt. Mà lúc này, Liên Thiển lại nói, nhưng có một nhóc có thể. Nói xong, nàng ta nhìn về phía bụng của Diệp Huyên, tiểu Linh Nhi ra đây đi. Liên Thiển vừa dứt lời, tiểu Linh Nhi đã xuất hiện trước mặt ba người Diệp Huyên, tiểu Linh Nhi nhìn về phía Liên Thiển cười nói, luyện đan đi. Luyện đan. Tiểu Linh Nhi sáng mắt lên, đan gì? Bây giờ cô bé ngoại trừ trồng cây ra, thì chính là luyện đan. Liên Thiển nói, đưa đan kinh của ngươi cho ta. Tiểu Linh Nhi gật đầu, cô bé vội vàng đưa quyển đan kinh cho Liên Thiển. Sau khi Liên Thiển lật sách một hồi, nàng ta chỉ vào một trang trong đó, luyện cái này, đan hàn linh. Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, vật liệu. Liên Thiển xoay người về phía Dạ Lan, Dạ Lan vội nói. Vật liệu để ta tìm, để ta tìm. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua đan kinh, sau đó nhìn về phía Mộ Thanh ở bên cạnh, Mộ tiểu thư. Mộ Thanh nhìn lướt qua những vật liệu trong quyển đan kinh, sau đó nhẹ giọng nói, chờ ta một lát. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía Dạ Tuyết Nhi, cô gái này rất dịu dàng ít nói, từ sau khi nói lời chào, thì không nói thêm một câu nào nữa. Diệp Huyên cười nói, Dạ cô nương, chẳng lẽ cô không vui sao? Nghe vậy, Dạ Lan nhìn về phía Diệp Huyên, sống chết, tất cả đều đã được định trước. Diệp Huyên trầm lặng, hắn biết, cô gái trước mặt đây hiển nhiên là đã nhận mệnh, hoặc là nói, đối phương căn bản không ôm bất kỳ hy vọng gì đối với cách của Liên Thiển. Chỉ chốc lát, Mộ Thanh đã về tới, nàng ta lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Liên Thiển đưa ngay cho Tiểu Linh Nhi vỗ tay. Sau đó lấy ra một lò luyện đan, tiếp theo, nàng ta bắt đầu luyện đan ngay trước mắt mọi người. Không thể không nói, tuy rằng Tiểu Linh Nhi bình thường rất ham chơi, nhưng đến khi luyện đan, cô bé lại vô cùng nghiêm túc.
Chỉ chốc lát, từ trong lò luyện đan truyền ra mùi đan, lúc này, Tiểu Linh Nhi vỗ tay, nắp lò luyện đan đột nhiên bay ra, ngay sau đó, một viên đan dược màu xanh lam nhẹ nhàng bay ra từ trong lò luyện đan. Khi viên đan này xuất hiện, nhiệt độ trong điện lại hạ xuống rất nhiều. Liên Thiền nhận lấy viên đan kia, sau đó nàng ta đi đến trước mặt Dạ Tuyết Nhi, nàng ta đưa viên đan cho Dạ Tuyết Nhi, uống đi. Dạ Tuyết Nhi không nói gì, lập tức nhận lấy viên đan và uống, nàng ta vừa nuốt xuống, một luồng hàn khí mạnh mẽ thổi quét ra từ trong cơ thể nàng ta. Dạ Lan nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, lúc này, Liên Thiền đột nhiên nói, không cần lo lắng, đan dược kia có thể bảo vệ tâm mạch của nàng ta, khiến cho tâm mạch của nàng ta không bị hàn khí trong cơ thể chiếm đoạt. Khuôn mặt Dạ Lan thả lỏng, ông ta nhìn về phía Dạ Tuyết Nhi, trong mắt đầy vẻ nuông chiều. Lúc này, Liên Thiền lại nói, kế tiếp, việc nàng ta phải làm chính là phải áp chế hàn khí trong cơ thể mình, phải học được cách khống chế chúng, lúc trước ngươi không thể khống chế, nhưng bây giờ đã có viên đan dược kia bảo vệ tâm mạch của ngươi, ngươi sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, cho nên, hiện tại ngươi có thể thử khống chế những hàn khí này, khiến chúng làm theo ý ngươi. Nói xong, nàng ta dừng một chút, lại nói, ngươi nhất định phải học cách khống chế chúng, nếu không, khi tác dụng của đan dược biến mất, ngươi khó tránh khỏi cái chết. Dạ Tuyết Nhi hơi cúi đầu, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, những năm qua, ngươi chắc là đã phải chịu rất nhiều giày vò, thậm chí có ý nghĩ từ bỏ mạng sống, nhưng ngươi phải nghĩ về cha của ngươi, nghĩ về người nhà ngươi. Dạ Tuyết Nhi nhìn thoáng qua Dạ Lan ở bên cạnh, trầm lặng. Diệp Huyên lại nói, nếu đã có cơ hội sống, thì nhất định phải sống thật tốt. Dạ Tuyết Nhi về phía Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, ta sẽ sống tốt. Nói xong, nàng ta tháo dây chuyền trên cổ mình xuống, sau đó đưa cho Diệp Huyên, gỗ thần Phượng Hoàng ở trong này, ngươi cầm đi. Diệp Huyên cũng không từ chối, hắn cầm lấy dây chuyền kia, lập tức cảm thấy một lực lượng nóng như lửa truyền đến. Gỗ thần Phượng Hoàng. Sau khi nhận được gỗ thần Phượng Hoàng, Diệp Huyên nhìn về phía Dạ Lan, hắn chắp tay làm lễ, Dạ tiền bối, còn có Mộ Thanh cô nương, ân tình hôm nay của hai vị, Diệp Huyên ta sẽ nhớ kỹ. Ngày sau nếu có gì cần, hai vị có thể phái người đến Phủ Văn Tông, trong khả năng cho phép, Diệp Huyên nhất định sẽ không từ chối. Thẩm Tinh Hà cũng nói, Phủ Văn Tông ta cũng nhớ kỹ. Nghe vậy, Mộ Thanh cười nói, hai vị, ta cũng nói dối, ta đúng là muốn để hai vị nợ tội thành một ân tình, đương nhiên, ta chỉ muốn có một bùa bảo vệ trong tương lai cho tội thành của ta. Dạ Lan ở bên cạnh nói, Diệp Thần Sư chữa bệnh cho tiểu nữ. Là nhà họ Dạ ta nợ ân tình của Diệp Thần Sư, nếu Diệp Thần Sư cần gì, dặn dò một tiếng là được. Diệp Huyên cười nói, hai vị, cho dù như thế nào, ân tình này ta nhớ kỹ. Ta còn có việc, không nán lại đây nữa. Cáo từ. Nói xong, hắn cùng Thẩm Tinh Hà còn có Liên Thiền và Tiểu Linh Nhi lập tức biến mất tại chỗ. Đám Diệp Huyên đi rồi, Mộ Thanh nhẹ giọng nói, Diệp Thần Sư này tuổi còn nhỏ, thực lực đã mạnh như thế. Lại là thần phù sư, hơn nữa, cô bé bên cạnh hắn còn là một vị thần đan sư siêu cấp. Phúc duyên thâm hậu. Dạ Lan nhíu mày, thần đan sư siêu cấp. Mộ Thanh gật đầu, ta đã điều tra qua, cô bé kia có thể luyện chế kim đan tu di. Tông chủ của luyện đan tông từng thỉnh cầu cô bé này gia nhập luyện đan tông, nhưng hình như đã bị Diệp Huyên từ chối. Dạ Lan nhìn về phía xa xa ngoài cửa, nhẹ giọng nói, hôm nay coi như kết được một mối thiện duyên. Chấm 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 chấm. Sau khi trở về Phù Văn Tông, Diệp Huyên lập tức bắt đầu động bút. Vẽ bùa thiên địa. Chấm 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 chấm. Bùa thiên địa. Đối với việc vẽ loại bùa thiên địa này, Diệp Huyên cũng có phần lo lắng. Bởi vì hắn không có nhiều tài liệu về nó. Nếu lần này không thành công thì cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không nào tiếp tục vẽ bùa thiên địa trong một khoảng thời gian ngắn. Thế nên, nhất định phải thành công. Sắp sửa khai chiến với phệ linh tộc rồi, nếu như trong tay có thêm bùa thiên địa thì hắn cũng coi như nắm giữ con át chủ bài nữa. Thử nghĩ mà xem, nếu như dùng bùa thiên địa này với phệ linh tộc thì kích thích biết mấy. Trong phòng, Diệp Huyên tập trung tinh thần vẽ hết tấm này đến tấm khác. Hắn rất nghiêm túc vẽ bởi vì hắn chỉ có duy nhất một cơ hội này, hắn không muốn thất bại. Đám người Thẩm Tinh Hà cũng không quấy rầy Diệp Huyên, tất cả đều rời khỏi phòng.
Kỹ năng vẽ bùa của Diệp Huyên hiện giờ cũng chẳng thua kém gì bọn họ, nếu họ cứ ở đây sẽ khiến hắn phân tâm. Bên ngoài điện, Thẩm Tinh Hà lẳng lặng đứng đó, bên cạnh ông ta là Lưu Ung. Thẩm Tinh Hà nói khẽ, từ giờ trở đi sẽ là khoảng thời gian giao chiến với phệ linh tộc. Lưu Ung nhìn Thẩm Tinh Hà, nói, tông chủ đang lo lắng sao? Thẩm Tinh Hà cười nói, sao có thể không lo đây? Trận chiến này ảnh hưởng trực tiếp vận mệnh của Phù Văn Tông chúng ta. Lưu Ung, Phù Văn Tông chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Chúng ta đã nhận tiểu sư tổ, nên cũng phải nhận luôn cả nhân quả của tiểu sư tổ. Thẩm Tinh Hà gật đầu, bất kể thế nào, giờ chúng ta cũng chỉ có thể đi theo tiểu sư tổ đến cùng thôi. Ngươi chuẩn bị trước đi, chúng ta sắp phải lên đường đến phệ linh tộc rồi. Lưu Ung gật đầu. Ở Võ Quốc. Chia tay Diệp Huyên xong, Võ Thắng Nam trở lại Võ Quốc rồi bắt đầu bế quan. Rõ ràng nàng ấy cũng thu hoạch được phần nào từ những bí cảnh tu luyện. Hôm nay là ngày Võ Thắng Nam xuất quan. Nàng vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy một ông lão, ông ta hơi cúi người hành lễ rồi nói, tiểu thư, quốc chủ cho mời. Võ Thắng Nam gật đầu, rồi bóng dáng nàng liền mất hút. Sau đó, Võ Thắng Nam lẳng lặng xuất hiện trong võ điện, nơi này còn một người đàn ông trung niên khác. Đó chính là quốc chủ Võ Quốc Võ Trần. Võ Trần liếc Võ Thắng Nam, đột phá rồi à? Võ Thắng Nam gật đầu. Ánh mắt Võ Trần không mấy vui vẻ. Võ Thắng Nam là thiên tài hiếm có của Võ Quốc suốt ngàn năm nay, chỉ tiếc lại là nữ. Truyền ngôi vị cho con gái. Ông ta cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng lại không muốn cứ thế dâng cơ nghiệp Võ Quốc cho người ngoài hưởng. Nhưng ngoài Võ Thắng Nam, thế hệ trẻ của Võ Quốc không một ai đủ khả năng dẫn dắt Võ Quốc tiếp tục phát triển. Nhưng ông ta cũng biết, nếu cứ tiếp tục cái đà này, thế hệ trẻ của Võ Quốc chẳng ai có thể áp chế được Võ Thắng Nam. Đúng lúc này, Võ Thắng Nam đột nhiên cất lời, nếu phụ thân cảm thấy ta là một mối nguy đối với địa vị của đại ca, ta có thể từ chức thống lĩnh kỵ binh táng thần, đồng thời rời khỏi Võ Quốc. Võ Trần nhìn Võ Thắng Nam, có ý gì? Võ Thắng Nam nói khẽ, chẳng phải từ trước tới giờ phụ thân luôn đề phòng ta đấy sao? Võ Trần im lặng không nói. Võ Thắng Nam tiếp lời, cơ nghiệp của Võ Quốc sẽ không giao cho nữ nhân tiếp quản, sự tồn tại của ta lại là trở ngại với quốc chủ đời tiếp theo, bây giờ phụ thân cùng các vị trưởng lão vẫn còn thì có thể áp chế được ta, nhưng khi thực lực của ta ngày càng mạnh, chẳng bao lâu nữa, ngay cả phụ thân cũng không thể áp chế được, vậy thì thế hệ trẻ lại càng chẳng người nào có thể là đối thủ của ta được cả. Hơn nữa, ta lại còn đang cai quản kỵ binh táng thần, thế nên phụ thân và các trưởng lão vẫn luôn phải dè chừng. Võ Trần không nói gì. Võ Thắng Nam, một quân chủ anh minh sẽ không để quốc chủ đời tiếp theo phải chịu uy hiếp, mà ta lại chính là mối uy hiếp ấy. Sai rồi. Đúng lúc này, một ông lão xuất hiện phía sau Võ Thắng Nam. Người này là Võ Kiên quốc chủ đời trước của Võ Quốc, cũng là ông nội của Võ Thắng Nam. Vừa thấy Võ Kiên, Võ Trần vội vàng đứng lên cung kính hành lễ. Có thể nói Võ Kiên chính là người mạnh nhất Võ Quốc hiện nay, trụ cột không thể thiếu của Võ Quốc. Sau khi bước hẳn vào điện, Võ Kiên lạnh lùng nhìn liếc qua Võ Trần, người hồ đồ rồi hả? Võ Trần thoáng do dự, rồi nói, phụ vương có ý gì? Võ Kiên lạnh lùng đáp, vì sao Võ Quốc chúng ta có thể truyền thừa đến tận bây giờ? Là bởi vì thực lực cường đại, bao đời quốc chủ từ xưa đến giờ dù cũng có tranh đấu. Nhưng không bao giờ để xảy ra chuyện hủy diệt thiên tài chỉ vì muốn ngồi vững chỗ. Nhân tài là nguyên khí của quốc gia, người trong hoàng gia mới là căn cơ của hoàng thất. Nếu đám con trai kia của ngươi có bản lĩnh thì tất nhiên hoàng vị sẽ thuộc về bọn chúng, còn không, dù chúng có lên được ngai vị thì cũng có thể làm gì được. Tương lai sẽ bị kẻ khác kéo xuống mà thôi. Võ Trần không dám ho he. Võ Kiên quay lại nhìn Võ Thắng Nam, con à. Con muốn trở thành quốc chủ Võ Quốc cũng được. Nhưng ông nội chỉ có duy nhất một yêu cầu, đó là nếu sau này Võ Quốc chúng ta có con cháu nào giỏi giang, con hãy truyền ngai vàng cho con cháu Võ gia chúng ta. Suy cho cùng, đây cũng là cơ nghiệp mà tổ tiên để lại, không thể dâng hết cho người ngoài được. Võ Thắng Nam chỉ lắc đầu, con không cần. Võ Kiên thấp giọng thở dài, tạm thời cứ gác lại chuyện này đã. Về chuyện hợp tác với Thư viện Vạn Duy để đánh nhau với Phệ Linh, con thấy thế nào? Võ Thắng Nam ngẫm nghĩ, sau đó mới nói, trước tiên quan sát tình xem sao.
Võ Kiên nói, không tham gia sao? Ý của ta là, chẳng phải Diệp Huyên đã đồng ý với con rằng nếu như chúng ta giúp đỡ thì sẽ cho chúng ta lợi ích sao? Võ Thắng Nam lắc đầu, ở thời buổi loạn lạc như thế này, khư khư giữ được mình đã là tốt lắm rồi. Võ Kiên nhíu mày, con à, nếu con biết gì thì cứ việc nói thẳng. Võ Thắng Nam trầm giọng, lúc ở trong bí cảnh con đã biết được một chuyện. Đó là cứ mỗi 1 triệu năm thì Ngũ Duy sẽ lại gặp phải kiếp nạn. Võ Kiên hỏi, kiếp nạn của Ngũ Duy là sao? Võ Thắng Nam đáp, sở dĩ thời đại bạch ác trống rỗng cũng là bởi vì kiếp nạn này. Kiếp nạn xảy ra, chúng sinh đều bị hủy diệt. Võ Kiên nghe thấy vậy liền tỏ ra kinh ngạc, chúng sinh đều bị hủy diệt. Nghiêm trọng tới mức đó sao? Võ Thắng Nam nói khẽ cả một thời đại bị xóa bỏ. Võ Kiên trầm mặc. Đúng lúc này, Võ Thắng Nam lại nói, tiên tri biết việc này, cũng từng đề cập đến nó, có khả năng sự biến mất của ông ấy có liên quan đến việc này. Võ Trần đột nhiên nói, sao ngươi biết? Võ Thắng Nam, đạo tắc bên trong tháp của Diệp Huyên nói thế, nàng ấy từng đi theo tiên tri một thời gian. Võ Trần nói khẽ, vậy chắc hẳn việc đó là thật rồi. Võ Thắng Nam nhìn Võ Kiên, đám yêu ma quỷ quái ngày càng xuất hiện nhiều ở Ngũ Duy. Võ quốc không nên tiếp tục tham dự vào, cứ để mình con là đủ rồi. Võ Kiên hỏi Võ Thắng Nam, là sao? Võ Thắng Nam nói khẽ con muốn đi ra ngoài trải nghiệm xem sao. Chỉ lấy danh nghĩa của cá nhân con, mọi người đừng nhúng tay vào, như vậy nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì võ quốc cũng không bị ảnh hưởng. Võ Trần trầm giọng, ngươi theo phe nào? Võ Thắng Nam nói, Diệp Huyên. Võ Trần hỏi, vì sao? Bởi vì thực lực của hắn. Võ Thắng Nam lắc đầu, không phải. Võ Trần lại hỏi, vậy thì tại sao? Võ Thắng Nam ngẫm nghĩ một lát rồi nói, bởi vì hắn có nhiều người chống lưng. Võ Trần. Võ Thắng Nam lại nói, phụ thân yên tâm, ta không muốn tranh đoạt hoàng vị, nếu như ta có ý định đó, phụ thân chắc chắn không ngăn cản được ta, tại võ quốc bây giờ, ngoài ông nội ra không ai có thể giết chết ta được. Mà ta... Có được ngày hôm nay không thể không kể đến công lao bồi dưỡng của võ quốc, giờ ta lấy danh nghĩa cá nhân đi tìm Diệp Huyên, nếu như chúng ta thắng, ta sẽ cố giành lợi ích về cho võ quốc, nếu thua cũng chỉ một mình ta chết, không làm liên lụy đến võ quốc. Nói xong, nàng hơi cúi đầu thi lễ với hai người rồi quay gót rời đi. Lúc này, Võ Trần đột nhiên chỉ một cái, một viên đá không gian liền xuất hiện trước mặt Võ Thắng Nam, cầm lấy đi. Nếu gặp phải nguy hiểm thì cứ truyền tin về cho ta. Võ Thắng Nam lắc đầu, ta không cần. Nàng vừa dứt lời đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong điện, Võ Trần trầm mặc. Võ Kiên đột nhiên nói, người nghĩ thế nào? Trong mắt Võ Trần lóe lên một tia phức tạp, nếu con bé là nam thì tốt biết mấy. Nếu Võ Thắng Nam là nam, chắc chắn nàng sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí quốc chủ đời tiếp theo của võ quốc. Đáng tiếc. Đó chỉ là nếu mà thôi. Đúng lúc này, Võ Kiên đột nhiên nói, đừng băn khoăn chuyện giới tính của con bé nữa. Tương lai của võ quốc chỉ có thể do con bé dẫn dắt mà thôi. Võ Trần gật đầu, đúng là vậy. Võ Kiên, để ta âm thầm đi theo con bé, không thể để con bé xảy ra chuyện gì được, cũng không thể để con bé thất vọng đau khổ. Dứt lời, ông liền biến mất. Tại Phù Văn Tông, còn một ngày nữa là tiến đến Phệ Linh Tộc. Vậy mà căn phòng của Diệp Huyên vẫn không hề có động tĩnh. Cường giả Phù Văn Tông đều đã tập trung ngoài phòng Diệp Huyên. Họ đều đang chờ Diệp Huyên bước ra, sau đó cùng đánh giết đến chỗ Phệ Linh Tộc. Nhưng căn phòng của Diệp Huyên vẫn im ắng như cũ. Lưu Ung đứng cạnh Thẩm Tinh Hà bỗng khẽ nói, không biết liệu Mai Tiểu Sư Tổ có thể vẽ thành công bùa thiên địa hay không. Thẩm Tinh Hà nói, hãy tin vào Tiểu Sư Tổ. Lưu Ung lại bảo, Tiểu Sư Tổ bằng lòng chỉ dạy sư huynh cách vẽ bùa thiên địa rồi sao? Thẩm Tinh Hà, người đã cho ta chép lại một bản rồi. Lưu Ung nói khẽ thứ thần kỳ như vậy mà Tiểu Sư Tổ cũng bằng lòng chia sẻ với chúng ta. Thẩm Tinh Hà gật đầu, chuyện Diệp Huyên đưa cuốn sách cổ về bùa thiên địa cho ông xem cũng khiến ông cảm thấy bất ngờ, tất nhiên, nhiều hơn hết vẫn là cảm giác ấm áp. Diệp Huyên hề bài xích bọn họ. Lưu Ung thoáng nhìn về phía phòng của Diệp Huyên, cười nói tất thảy đều đáng giá. Thẩm Tinh Hà, tâm ngài ở Phù Văn Tông này là tốt rồi. Lưu Ung gật đầu. Thời gian trôi qua từng chút, chớp mắt đã đến ngày thứ 3. Hôm đó,
Diệp Liên, nữ phù tử, Tàn Nữ, và cả Trương Văn Tú đều xuất hiện trước cửa phòng Diệp Huyên. Diệp Liên nói, ca ca ta vẫn chưa ra sao. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, vẫn chưa. Diệp Liên trầm mặc. Trương Văn Tú đột nhiên hỏi, hay là gọi hắn ra đây? Thẩm Tinh Hà vội vàng nói, không thể được. Ngài ấy vẫn chưa ra tức là vẫn còn cơ hội. Nếu bây giờ chúng ta quấy rầy, lỡ đâu lại thành công cốc. Trương Văn Tú thản nhiên nói, vậy làm sao đây? Lẽ nào hôm nay không tới Phệ Linh tộc nữa? Nếu không đi thì chúng ta có khác nào trò hề cho bọn chúng? Thẩm Tinh Hà im lặng, ông ta cũng có biết nên làm thế nào đâu. Đúng lúc này, phụ tử đột nhiên bảo, chúng ta đi trước vậy. Trương Văn Tú nhìn phụ tử, không cần có hắn. Phụ tử đáp, đến khi hắn ra ngoài thì bảo hắn đuổi theo sau là được. Trương Văn Tú ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhìn Tàn Nữ và Diệp Liên, hai cô thấy sao? Diệp Liên nói, bốn chúng ta đi trước là được. Dứt lời, nàng nhìn Thẩm Tinh Hà, bảo các ngươi ở lại Phù Văn Tông chờ huynh ấy ra ngoài. Nói xong, bốn cô gái liền biến mất. Mục tiêu, Phệ Linh tộc. Tại Phệ Linh tộc. Ngày hôm đó, tất cả cường giả của vũ trụ ngũ duy đều nhìn chằm chằm vào Phệ Linh tộc. Đó là bốn siêu cấp cường giả. Chủ nhân của ngũ duy, nữ đế Tu La, còn có cả nữ phu tử và Trương Văn Tú, liệu Phệ Linh tộc có tham gia trận chiến này không? Không một ai biết điều này, bởi vì trước đây Phệ Linh tộc đã từng là đại tộc đứng đầu ngũ duy, nếu không phải năm xưa tiên tri xuất hiện thì chỉ e ngũ duy bây giờ đã thuộc về Phệ Linh tộc. Ngày hôm đó, bốn cô gái đều tiến vào linh giới. Linh giới lúc này đang trong tình trạng trống rỗng, phần lớn người Phệ Linh đã rút khỏi nơi đây. Nữ phu tử nhìn xuống dưới, cười bảo, các cô thử nói xem, Phệ Linh tộc lại đang tính chơi trò gì đây. Chủ nhân ngũ duy Tàn Nữ liếc mắt đánh giá bên dưới, sau đó nói, xem ra bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh với chúng ta trận này, chỉ e hôm nay mọi chuyện sẽ không dễ dàng gì. Nữ phu tử gật đầu, theo ta được biết, năm xưa thầy từng chém chết một tộc trưởng của Phệ Linh tộc, nhưng vẫn để cho một kẻ sống sót. Nói cách khác, thực lực chung của Phệ Linh tộc thật ra cũng chẳng giảm là bao. Nếu những kẻ lúc trước vẫn còn sống thì trận chiến ngày hôm nay sẽ rất khó khăn. Trương Văn Tú đột nhiên cất tiếng, ta khá tò mò vì sao bọn chúng lại muốn tòa thư viện kia tới vậy. Cả ba cấm địa kia cũng đều ham muốn thư viện đó, nhưng bọn họ chưa từng ra tay. Còn Phệ Linh tộc thì lại dục dịch suốt kể từ lúc tháp giới ngục xuất hiện đến bây giờ. Chắc hẳn bọn chúng biết rõ dù có tiêu diệt chúng ta rồi giành được tòa thư viện, thì cũng vẫn phải đối mặt với ba cấm địa kia. Nhưng bọn chúng vẫn chọn làm như thế. Dứt lời, nàng ta liền nhìn sang nữ phu tử. Nữ phu tử trầm mặc một lát mới nói, đây cũng là vấn đề khiến ta suy nghĩ mấy ngày nay. Diệp Liên đột nhiên cất lời. Phụ tử cũng không biết rốt cuộc trong thư viện kia có những gì sao. Nữ phụ tử lắc đầu, đó là thư viện tư nhân của thầy ta. Dù thầy không hề cấm chúng ta tiến vào, nhưng mỗi lần thầy ngồi trong đó đọc sách thì đám học trò chúng ta cũng không dám quấy rầy. Nói tới đây, nàng ta thoáng ngừng, sau đó mới nói, có một người chắc hẳn sẽ biết. Diệp Liên hỏi, ai? Trương Văn Tú đáp, đạo tắc trong tòa tháp kia, cũng chính là đại tỷ của mấy người Liên Thiền. Nàng ấy là đạo tắc đứng đầu, có thể trói buộc những đạo tắc khác. Năm xưa, chỉ có mình tỷ ấy là luôn ở cạnh thầy, cũng chỉ tỷ ấy mới thường xuyên ra vào thư viện, thế nên tỷ ấy là người biết rõ trong đó có những gì. Tàn Nữ hỏi, nhưng người đó đang ở đâu? Trương Văn Tú lắc đầu, không rõ. Nữ phu tử đột nhiên cất lời, hôm nay đối thủ của chúng ta chính là Phệ Linh tộc, là đại tộc từng đứng đầu một thời đấy ba cô nương, không thể coi thường được đâu. Nữ phu tử vừa mới dứt lời thì Nguyên Thiên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bốn người họ. Nguyên Thiên nhìn nữ phu tử, Diệp Huyên đâu? Khóe miệng nữ phu tử khẽ cong lên, người đoán xem. Nguyên Thiên liền xa sầm mặt mày. Trước giờ hắn ta chưa từng khinh thường Diệp Huyên, hoặc nên nói là, hắn còn kiêng dè Diệp Huyên hơn cả bốn cô gái trước mặt mình hiện giờ. Bởi vì kiểu gì người đàn ông đó cũng sẽ khiến hắn ta được chứng kiến vô số điều bất ngờ đáng sợ. Nhất là bây giờ Diệp Huyên vẫn còn tầng 9 của tòa tháp kia đang ngủ say, lỡ như Diệp Huyên làm tầng 9 thức tỉnh thành công thì. Nghĩ tới đây, sắc mặt Nguyên Thiên lại càng âm trầm hơn. Nhưng đúng lúc này, Diệp Liên đột nhiên nói, còn phí lời với bọn chúng làm gì? Ta lên trước.
Vừa dứt lời, nàng liền hóa thành một luồng sáng bắn thẳng ra ngoài. Đúng lúc Diệp Liên xuất chiêu, thì một ánh đao lóe lên từ phía xa đột nhiên chém tới. Xoẹt! Một nhát đao này chẳng khác nào xé rách bầu trời. Uỳnh! Chân trời chấn động mạnh, Diệp Liên dừng bước. Ngay trước mặt nàng là một người đàn ông trung niên. Là Lý Mộ Bạch, một trong sáu người mạnh nhất hiện nay. Tay phải lăm lăm thanh đao, Lý Mộ Bạch nhìn Diệp Liên, đánh trận cuối vì bọn họ. Diệp Liên không nói gì, cứ thế xông lên, những nơi tu la thứ lướt qua, không gian đều bị hủy diệt. Lần này khác hẳn lần trước, Diệp Liên cứ thế liều mạng. Đối với kẻ tên Lý Mộ Bạch từng ngăn cản nàng cứu Diệp Huyên, nàng đã muốn giết hắn ta từ lâu. Cách đó không xa, tàn nữ cũng bước ra. Đúng lúc này Liêm Thiên đột nhiên nói, chủ nhân Ngũ Duy, dường như phệ linh tộc chúng ta không có ân oán gì với các ngươi. Tàn nữ nhìn Nguyên Thiên, dã tâm của các ngươi quá lớn. Nguyên Thiên im lặng. Tàn nữ cười nói, đối thủ của ta đâu? Nguyên Thiên quay đầu, tam thúc. Hắn ta vừa dứt lời, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt tàn nữ. Đó chính là Nguyên Vô Biên, một trong những người mạnh nhất phệ linh tộc trước kia. Tàn nữ nhìn Nguyên Vô Biên, xin chỉ giáo. Sau đó nàng ấy biến mất. Nguyên Vô Biên cũng vậy, giây tiếp theo tại hư không xa xôi, đột nhiên truyền đến từng hồi tiếng nổ vang rền. Ở bên dưới, Trương Văn Tú nhìn Nguyên Thiên, cười bảo, đừng nói đối thủ của ta là ngươi đấy, khéo khi ta có thể đâm chết ngươi chỉ bằng một chiêu. Mặc dù Nguyên Thiên cũng là cường giả hiện thời, nhưng còn lâu mới bằng được Trương Văn Tú. Nguyên Thiên nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, không tỏ ra tức giận bởi vì đúng là người đó mạnh hơn hắn ta thật. Lúc này, nữ phù tử bỗng cảm thấy tò mò, không biết phệ linh tộc sẽ phái ai tới đối phó Trương Văn Tú. Một tiếng cười đột nhiên truyền tới từ sau lưng Trương Văn Tú, đám hậu bối các ngươi đều cuồng vọng đến thế sao? Trương Văn Tú quay người nhìn, ngay sau đó trường thương trong tay nàng ta đột nhiên đâm ra, nhanh như sấm chớp. Cách đó hơn trăm trượng, một âm thanh trầm đục vang vọng, thanh trường thương đột ngột ngừng lại. Ngay trước mũi thương là một người đàn ông trung niên mặc đồ đen. Ông ta đứng thẳng, hai đầu lông mày lộ rõ vẻ ngạo nghễ. Trương Văn Tú liếc ông ta một cái, người của Vô Địch Tông. Người đàn ông trung niên cười nói, Vô Địch Tông, chiến tả. Gương mặt Trương Văn Tú không chút biểu cảm, nào, cho ta lãnh giáo thử thực lực của người từ mấy chục vạn năm trước. Dứt lời, nàng ta liền biến mất. Xoẹt! Không gian trước mặt Trương Văn Tú bỗng nhiên nứt vỡ, ngay sau đó một thanh trường thương lao thẳng tới trước mặt chiến tả, thân thể ông ta lập tức mở đi. Không gian duy độ ba tầng. Gần như cùng lúc đó, Trương Văn Tú cầm thương quét ngang một cái, cút ra đây. Uỳnh! Lưỡi thương đi tới đâu, thì không gian lập tức vỡ tan tới đó. Một bóng người nhanh chóng lùi lại hơn trăm trượng, đó chính là chiến tả. Ở phía xa, chiến tả nhìn Trương Văn Tú, trong mắt ông ta lộ rõ vẻ đề phòng. Trường thương trong tay Trương Văn Tú lóe lên ánh chớp. Khóe miệng Trương Văn Tú khẽ cong, ở nụ cười khinh thường, chỉ thế thôi à. Tay phải chậm rãi nắm lại, chiến tả dồn hết sức mạnh đánh ra một chiêu. Uỳnh! Không gian xung quanh chiến tả lập tức trở nên mờ ảo. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh tràn ra bốn phía, tựa như thủy triều ập đến. Đúng lúc này, giọng của nữ phu tử vang lên trong đầu Trương Văn Tú, cẩn thận. Trương Văn Tú nhìn nữ phu tử. Truyền âm, chuyện hôm nay không đơn giản chút nào, phải thật cẩn thận. Dứt lời, nàng ta liền đạp lên thanh trường thương. Uỳnh! Trường thương lập tức lao vụt đi. Xoẹt! Quét ngang bầu trời. Ở nơi xa, chiến tả đột nhiên gầm thét, sau đó lao vụt đi nhanh như đạn pháo. Nữ phu tử thu hồi tầm mắt, nhìn Nguyên Thiên trước mặt mình, đối thủ của ta là ai? Nguyên Thiên im lặng một thoáng sau đó mới nói, nữ phu tử. Ta cho cô cơ hội cuối cùng, nếu các cô rút lui, đồng thời giao thư viện kia ra, thì hôm nay phệ linh tộc chúng ta có thể cho các cô một con đường sống. Nữ phu tử cười nói, xem ra át chủ bài của các ngươi còn mạnh hơn những gì ta nghĩ đấy nhỉ. Chắc hẳn các ngươi muốn giữ lại để đối phó với ba cấm địa kia, đúng chứ? Nguyên Thiên nhìn nữ phu tử, cô không làm theo những gì ta nói. Nữ phu tử ngửa tay ra. Trượng thiên xích liền xuất hiện trên tay nàng ta, đây là thái độ của ta.
Nguyên Thiên gật đầu, giết. Hắn ta vừa dứt lời, sắc mặt nữ phù tử lập tức thay đổi, nàng ta đột nhiên quay người, trượng thiên xích trong tay quét ngang. Ầm. Nữ phù tử nhanh chóng lùi lại. Nàng ta vừa dừng lại thì không gian sau lưng đột nhiên nổ tung, mọi thứ vỡ nát. Cùng lúc đó, trượng thiên xích trong tay cũng bị rạn nứt. Vẻ mặt nữ phù tử vẫn rất bình tĩnh, nàng ta hướng mắt về phía xa, ở đó có một người đàn ông mặc áo bào đen, toàn thân hắn ta bị chiếc áo bao phủ, không thấy rõ mặt mũi nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai tay, đôi bàn tay đó khô đét, không có lấy một chút huyết sắc nào. Xung quanh kẻ đó không hề có chút sinh khí, mà chỉ có tử khí. Nữ phù tử híp mắt, thây ma. Ở phía xa, ánh mắt Nguyên Thiên lóe lên vẻ kinh ngạc, quả nhiên là nữ phù tử, kiến thức rất uyên bác, thế mà biết cả thây ma. Nữ phù tử nhìn Nguyên Thiên, không ngờ phệ linh tộc các ngươi lại luyện chính tộc nhân của mình thành thây ma. Nàng ta biết một ít về thây ma, đây là một bí pháp từ thời thượng cổ, tiên tri cũng từng nghiên cứu về nó nhưng về sau lại từ bỏ. Bởi vì vô nhân đạo. Thây ma chính là hoán đổi sinh khí của một cá thể thành tử khí, đây có thể coi như một cách khác để sống sót, nhưng sống như thế chẳng có ý nghĩa gì hết. Vì ngoài việc có thể chiến đấu ra, thây ma không hề có ý thức riêng. Hơn nữa, phương pháp này còn có một điểm cực kỳ vô nhân đạo, đó chính là sau khi trở thành thây ma, thì linh hồn của cá thể kia sẽ bị nhốt trong thân thể vĩnh viễn, trừ phi thân thể bị hủy thì may ra mới có thể được giải thoát, còn không thì cả đời sẽ bị nhốt vĩnh viễn. Không thể sống lại, không thể chuyển thế, không có cách nào tiến vào luân hồi. Nhưng làm như vậy cũng có chỗ tốt, đó chính là lực chiến đấu của cá thể sẽ mạnh hơn rất nhiều, phải nói là cực kỳ cường đại. Không chỉ vậy mà thân thể cũng có thể biến thành bất tử. Nguyên Thiên bỗng lắc đầu, phụ tử hiểu sai rồi. Nhóm đầu tiên cũng không phải do tộc nhân phệ linh chúng ta luyện chế ra, mà tự họ luyện chế bản thân thành thây ma. Họ chỉ có đúng một mục đích duy nhất đó chính là giúp phệ linh tộc xưng bá ngũ duy, sau đó tiến vào lục duy trong truyền thuyết. Chỉ cần thành công, vậy thì bọn họ sẽ được giải thoát. Nữ phù tử nhìn Nguyên Thiên, lục duy sao? Tham vọng của phệ linh tộc các ngươi đúng là lớn thật. Nhưng lục duy có tồn tại hay không vẫn chỉ là một ẩn số thôi mà. Nguyên Thiên cười nói, chắc chắn lục duy có tồn tại trên đời. Nữ phù tử nhắm mắt lại, tiên sinh chưa từng nhắc tới nó. Nguyên Thiên nhìn nữ phù tử, tiên tri là người hiểu rõ lục duy nhất từ trước tới nay. Nữ phù tử nói, vì sao phệ linh tộc các ngươi lại nghĩ rằng lục duy có tồn tại? Đột nhiên Nguyên Thiên lấy ra một thứ, đó là một món đồ hình tròn rất nhỏ, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp vật chất sáng loáng như gương, bên trong là ba cái kim với độ dài ngắn khác nhau, trong đó có một cái kim đang chậm rãi chuyển động. Rất kỳ diệu. Ngoài những thứ trên ra thì trên mặt còn có một vài con số, nhưng không phải loại chữ số của thế giới này. Hai bên của món đồ nhỏ kia còn được buộc bằng một sợi dây thuộc da, vừa vặn để đeo trên tay. Nguyên Thiên nhìn nữ phù tử, món đồ này là do tổ tiên chúng ta ngẫu nhiên đoạt được, nó không hề có sóng linh khí hay trận pháp gì cả, nhưng nếu đặt dưới ánh nắng mặt trời thì nó sẽ tự hoạt động. Hơn nữa, ba cái kim nhỏ lại chuyển động theo một quy luật nào đó, dường như trong đó còn ẩn chứa một loại pháp tắc đại đạo nào đó, người của phệ linh tộc chúng ta vẫn chưa ai hiểu thấu được nó. Dứt lời, hắn ta hít sâu một hơi, món đồ thần kỳ như thế, phệ linh tộc chúng ta đã tìm khắp cả ngũ duy mà vẫn chẳng thấy ai có thể chế tạo được nó, càng không có người nào biết nó là thứ đồ gì. Thế nên, chắc chắn nó đến từ lục duy. Lục duy, nữ phù tử nhìn vật trong tay Nguyên Thiên. Trong mắt nàng ta cũng có chút ngờ vực. Nàng chưa từng nhìn thấy vật này. Bấy giờ, Nguyên Thiên thu hồi vật kia lại, hắn nhìn nữ phù tử, phệ linh tộc ta để tìm kiếm lục duy trong truyền thuyết mà đã phải trả giá rất nhiều. Nữ phù tử nói, vậy nên vào đại nạn sắp tới tiên tổ của ngươi sẽ biến bản thân mình thành thây ma sao? Nguyên Thiên vừa cười vừa nói, chỉ cần có thể vào được lục duy trong truyền thuyết, muốn hồi sinh bọn họ cũng là chuyện dễ dàng, không phải sao? Nữ phù tử nhìn Nguyên Thiên, năm đó phệ linh tộc ngươi tiêu diệt vũ trụ ngũ duy, mục đích thật sự là muốn tiến vào lục duy. Nguyên Thiên cười nói, đúng vậy, nếu không thì ngươi cho rằng bọn ta muốn phệ linh tộc trở thành độc tôn. Nữ phù tử hỏi, bước vào lục duy có liên quan đến việc tiêu diệt sinh linh ở ngũ duy sao? Nguyên Thiên vừa cười vừa nói, đây là bí mật của phệ linh tộc ta. Nữ phù tử trầm ngâm một lúc,
phải nói rằng, nàng ta có chút bất ngờ. Bởi vì nàng ta không ngờ tới mục đích thật sự của phệ linh tộc này lại là bước vào lục duy trong truyền thuyết. Có lục duy không? Nàng ta không biết. Nàng ta đã từng hỏi tiên tri, lúc đó tiên tri chỉ cười mà không nói gì cả. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thiên đột nhiên nói, phụ tử, cô biết vì sao tôi phải nói với cô nhiều như vậy không? Nữ phụ tử nhìn về phía Nguyên Thiên cười nói, phụ tử, cô không giống như Trương Văn Tú, ngang ngược không hiểu lý lẽ, nói chuyện với cô còn nói được. Hôm nay, phệ linh tộc ta có thể cho thư viện Vạn Duy và cô một cơ hội. Nếu như cô đồng ý giao thư phòng đó ra đây, hôm nay bốn người các cô có thể rút lui một cách an toàn. Nữ phụ tử cười nói, ta rất tò mò, thư phòng đó có thể khiến cho phệ linh tộc ngươi bước vào lục duy sao? Nguyên Thiên nhẹ giọng nói, trong thư phòng đó có một vật cực kỳ quan trọng đối với phệ linh tộc ta. Ngoài ra, bản thân phụ tử có thể cũng không biết, tiên tri là người quen thuộc với lục duy nhất trong thế giới này. Tiên tri? Nữ phụ tử im lặng. Như Nguyên Thiên nói, nếu như thế giới này thật sự có lục duy, vậy thì tiên tri chắc chắn là người quen thuộc với nơi đó nhất. Chỉ là, thật sự có lục duy sao? Nàng ta cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì ngay cả sự tồn tại của ngũ duy cũng không rõ ràng, thì nghĩ đến lục duy gì chứ? Nữ phụ tử không nghĩ ngợi nhiều nữa, nàng ta nhìn về phía Nguyên Thiên, bất luận phệ linh tộc ngươi có mục đích gì, thư phòng đó chắc chắn không thể giao cho ngươi. Nguyên Thiên gật đầu, biết ngay mà. Vậy thì bốn người các cô đi đầu thai luôn đi. Dứt lời, phía sau hắn ta đột nhiên xuất hiện ba thây ma. Ba thây ma. Trong giây lát, cục diện đã xoay chuyển. Tay phải của nữ phụ tử nắm chặt lấy trượng thiên xích. Ngay sau đó, một luồng khí thức màu trắng đột nhiên cuộn trào ra từ trong cơ thể nàng ta. Nguyên Thiên nhìn nữ phụ tử, được lắm. Giết. Hắn ta dứt lời, ba thây ma trực tiếp xông ra. Chấm chấm chấm. Trong hư không ở nơi nào đó, một người đàn ông trung niên nhìn xuống phía dưới với vẻ mặt nghiêm túc. Bên cạnh ông ta còn có một ông lão. Ông lão nói với giọng khinh thường, tông chủ, ba thây ma đó của phệ linh tộc rất mạnh. Người đàn ông trung niên trước mắt chính là tông chủ Trần Độc Cô của Vô Địch Tông. Mà ông ta cũng nhờ vào việc cướp xác mà sống lại. Trần Độc Cô gật đầu, thật sự rất mạnh, phệ linh tộc này cũng không đơn giản. Nói xong, ông ta nhìn về phía ông lão, việc ta bảo ngươi điều tra thế nào rồi? Ông lão trầm giọng nói, thư phòng mà phệ linh tộc tranh đoạt là của một người tên là Tiên Tri để lại. Trần Độc Cô nói một chút về người tên là Tiên Tri này đi. Ông lão nói, ta đã điều tra qua, người này là một nhân vật truyền kỳ, thực lực đó xét ở trong truyền thuyết, có lẽ trên cả đệ cửu đó. Trần Độc Cô nheo mắt lại, trên cả đệ cửu. Ông lão gật đầu, ta cũng không dám khẳng định, nhưng chắc chắn không kém hơn đệ cửu. Năm đó người này đột nhiên xuất hiện, sau khi hắn xuất hiện thì trực tiếp trấn áp tam đại cấm địa của vũ trụ ngũ duy bây giờ. Đồng thời giết chết tộc trưởng bất khả chiến bại năm đó của phệ linh tộc, khiến cho phệ linh tộc phải mai danh ẩn tích. Nói xong, ông lão nhìn nữ phụ tử ở phía dưới, nàng ta và Trương Văn Tú đó đều là học sinh của hắn. Trần Độc Cô nói với vẻ khinh thường, có thể đào tạo ra được học sinh như này thì bản thân chắc chắn không phải là người bình thường. Ông lão gật đầu, năm đó tiên tri còn đi qua chiều không gian hư vô, người coi mộ còn không dám ngăn cản. Chiều không gian hư vô. Trần Độc Cô quay đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó. Thật ra, nơi đó đã tồn tại ở thời đại của Vô Địch Tông. Mà ông ta cũng từng đi qua, có điều là không thể đi vào đó. Bởi vì người trông mộ năm đó thâm sâu khó lường. Trần Cô Độc nói, rốt cuộc lão già kia là người phương nào mà lại sống đến bây giờ. Mà tiên tri đó lại có thể vào bên trong, rõ ràng lão già đó không thể ngăn cản được người tên tiên tri này. Ông lão gật đầu, người tên tiên tri này thực sự rất mạnh. Nhưng không biết do nguyên nhân gì mà hắn đột nhiên biến mất. Mà sau khi hắn biến mất, để lại thư phòng kia. Chìa khóa của thư phòng kia chính là tháp giới ngục trên người Diệp Huyên. Trần Độc Cô đột nhiên nói, người con gái giết A La Liên điều tra thế nào rồi? Ông lão do dự một lúc sau đó lắc đầu, không điều tra được gì cả, chỉ biết nàng ta là người phía sau Diệp Huyên, mà kiếm đạo của Diệp Huyên có lẽ chính là do nàng ta chỉ dạy. Mà thực lực của người con gái này thâm sâu khó lường được. Thâm sâu khó lường.
Trần Độc Cô trầm ngâm một lúc, ông ta nhìn về phía nữ phu tử phía dưới rồi nói với vẻ khinh khỉnh, xem ra thư phòng đó không thể dễ dàng nhường cho phệ linh tộc như vậy được. Tất nhiên đây là chuyện sau này. Ông lão nhìn xuống phía dưới, phu tử này không thể kiên trì được nữa rồi. Chấm chấm chấm. Phù Văn Tông. Đám người Thẩm Tinh Hà lúc này còn đang chờ Diệp Huyên xuất quan. Bấy giờ, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Thẩm Tinh Hà. Người đó chính là Huyền Thiên Sách, người chuyên cung cấp thông tin mật cho Diệp Huyên. Sắc mặt của Diệp Thiên Sách có hơi lo lắm, lão Thẩm, Diệp Thần Sư vẫn chưa ra sao. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, sao thế? Huyền Thiên Sách đang định nói gì đó thì đúng lúc này cửa phòng Diệp Huyên bật mở, Diệp Huyên bước ra rồi. Diệp Huyên vừa bước ra, Huyền Thiên Sách bèn vội vàng xông đến trước mặt hắn, Diệp Thần Sư, mấy nữ phu tử gặp nguy rồi. Nghe thấy vậy, Diệp Huyên trao mày lại, làm sao? Huyền Thiên Sách trầm giọng nói, Phệ Linh Tộc và Vô Địch Tông cấu kết, Vô Địch Tông điều động một cường giả siêu cấp. Ngoài ra Lý Mộ Bạch cũng đang tương trợ Phệ Linh Tộc. Quan trọng nhất là, Phệ Linh Tộc đã xuất hiện ba vị cường giả siêu cấp toàn thân toát ra tử khí. Thực lực của ba người này cực kỳ mạnh, e là mấy nữ phu tử đó không thể chống chọi được. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên chợt thay đổi, hắn đang định phóng lên trời thì Huyền Thiên Sách vội vàng cản lại. Diệp Thần Sư, thực lực của ba người đó mạnh vô cùng, cậu căn bản không phải là đối thủ của chúng, không cần phải hy sinh vô ích. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta phải đi. Lúc này Thẩm Tinh Hà nói, ta đi với cậu. Diệp Huyên lắc đầu, lão Thẩm, ông với tất cả những người ở Phù Văn Tông chớ manh động, mọi người ở lại đây chờ tin tức của ta. Nói xong, hắn hóa thành ánh kiếm biến mất ở cuối chân trời. Huyền Thiên Sách ngây cả người, sau đó lắc đầu thở dài, đây là đi chịu chết à. Sắc mặt Thẩm Tinh Hà u ám vô cùng, không biết đang suy nghĩ gì. Chấm 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 chấm. Phệ Linh Tộc. Lúc này, trên bầu trời của Phệ Linh Tộc, một bóng người xinh đẹp bất chợt bay ra ngoài. Người đó chính là nữ phu tử. Nàng ta vừa dừng lại, một ánh chiều ta đột nhiên vụt đến trước mặt nàng. Nàng ta cầm trượng thiên xích dạn nứt trong tay đánh mạnh về phía trước. Đánh xuống một phát, trượng thiên xích trong tay nàng ta trực tiếp vỡ vụn, mà bản thân nàng ta lại một lần nữa lùi về phía sau. Mà trong lúc nàng ta lùi về phía sau, hai vệt tàn ảnh trực tiếp xông về phía nàng ta, sức mạnh của hai vệt tàn ảnh đó cực kỳ mạnh, không gian căn bản không thể chịu được sức mạnh của nó mà vỡ vụn từng tấc một. Phía xa xa, nữ phù tử nheo mắt lại, hai tay nàng ta đột nhiên hợp lại, vạn kính nhân quy diệt. Dứt lời, không gian xung quanh nàng ta đột nhiên bốc cháy, hóa thành một biển lửa không gian. Ầm ầm, ầm ầm. Trong biển lửa không gian đó đột nhiên truyền đến mấy tiếng nổ vang, tiếp theo đó, nữ phù tử lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Sau khi dừng lại, nữ phù tử nhìn biển lửa trước mặt, lúc này ba tên thây ma bước ra khỏi đó. Cơ thể bọn họ đang bốc cháy, nhưng chỉ là bốc cháy, còn cơ thể thì chẳng tổn hại chút nào. Cơ thể bất tử. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt nữ phù tử lập tức trầm xuống. Đúng lúc này, một thây ma trong số đó đột nhiên biến mất, đồng tử của nữ phu tử hơi co lại, nàng ta đột nhiên đánh ra một quyền, quyền này vừa đánh ra, không gian xung quanh lập tức ngưng động lại. Mà tên thây ma trước mặt nàng ta cũng đột nhiên ra quyền. Đá chọi với đá. Không gian ngưng động đó trước mặt nữ phu tử trực tiếp hóa thành hư vô. Một luồng sóng khí vô hình đột nhiên tản ra bốn phía, trong nháy mắt, không gian trong mấy vạn trượng xung quanh cũng hóa thành hư vô. Nhưng lần này, nữ phù tử vẫn chưa lùi nửa bước. Bên tám lạng, người nửa cân. Nhưng không chỉ có một tên thây ma, trong lúc nữ phù tử ra quyền, hai tên thây ma kia đã xuất hiện hai bên trái phải của nàng ta, hai tên đó đánh thẳng một quyền về phía nữ phù tử. Rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ bạo lực. Nữ phù tử nheo hai mắt lại, nàng ta lùi về phía sau nửa bước, hai tay chồng lên nhau, ngay sau đó cả người nàng ta bỗng trở nên hư ảo. Ầm ầm. Khi hai nắm đấm lao đến hai bên trái phải của nữ phu tử bỗng nhiên biến mất. Bước vào không gian ba chiều. Ngay sau đó, ầm ầm, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên vỗ vang, ba tên thây ma đó lùi liên tục mấy trăm trượng, nhưng nữ phu tử thật sự bay ra ngoài rồi. Khi nữ phu tử sắp rơi xuống,
một người con trai bỗng xuất hiện phía sau nàng ta. Người đó chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên đỡ lấy nữ phu tử, khóe miệng nữ phu tử từ từ chảy ra một vệt máu tươi. Nữ phu tử nhìn Diệp Huyên, đi mau. Nói xong, nàng ta nắm lấy vai của Diệp Huyên rồi ném mạnh một cái, cú ném này đã quăng Diệp Huyên ra xa mấy vạn dặm. Ở nơi cách đó mấy vạn dặm, Diệp Huyên ngây cả người, lúc này lý trí nói với hắn là bỏ đi, nhưng làm sao hắn có thể bỏ đi chứ? Diệp Huyên đang định xông lên lần nữa, nhưng hắn còn chưa xuất phát thì hai tên thây ma đã xuất hiện trước mặt hắn, một tên thây ma khác thì ra sức chống lại nữ phu tử. Tất nhiên, Nguyên Thiên muốn giết Diệp Huyên trước. Một tên thây ma trong số đó đánh thẳng một quyền về phía Diệp Huyên, hai mắt Diệp Huyên hơi nheo lại, hai tay cầm kiếm chém về phía trước một nhát. Ầm ầm. Diệp Huyên lập tức bị đánh bay, nhưng tên thây ma đó cũng lùi liên tục về phía sau mấy chục trượng. Không chỉ có như vậy, trên người gã ta còn có một vết kiếm rất sâu. Phía xa xa, Nguyên Thiên đột nhiên nói, giết người này. Hắn ta vừa dứt lời, hai tên thây ma kia bỗng xông về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn hai tên thây ma đang xông tới, hai mắt dần trở nên đỏ như máu. Mà đúng lúc này, trong tầng 9 đó, một âm thanh nho nhỏ như mũi kêu đột nhiên vang lên, nếu như cái tên này chết ở đây, người con gái đó liệu có giết chết luôn cả ta không? Diệp Huyên cũng không kích hoạt huyết mạch chi lực, bởi vì một khi hoạt huyết mạch chi lực, thần trí của hắn sẽ bị sát ý và ác tâm chiếm đoạt. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì hắn sẽ không muốn kích hoạt huyết mạch chi lực. Nhưng đối mặt với đòn tấn công toàn lực của hai tên trước mắt, hắn căn bản không thể chống đỡ được. Nhưng không chống đỡ được cũng phải chống. Diệp Huyên dẫm chân phải xuống một cái. Không gian trước mặt hắn tụ lại, tạo thành một lá chắn không gian chắc chắn. Cú đấm của hai tên thây ma đánh tới, lá chắn không gian mà Diệp Huyên tạo thành trực tiếp bị nổ nứt ra. Mà lúc này, một tàn ảnh đột nhiên vụt đến trước mặt Diệp Huyên. Đồng tử của Diệp Huyên bỗng co lại, thời khắc này hắn đã ngửi thấy được mùi của cái chết. Thực lực của tên thây ma trước mặt, e là còn trên cả 6 đại cường giả. Diệp Huyên không cố đón lấy cú đấm này, hắn lợi dụng bước nhảy không gian vọt ra xa cả trăm trượng về phía bên phải. Tên thây ma đó đánh hụt một cú. Nơi mà quyền đánh xuống, khoảng không gian đó trực tiếp hóa thành hư vô. Tên thây ma đó quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, mà lúc này Diệp Huyên đột nhiên bay lên trời, hắn mở lòng bàn tay ra, một tấm bùa trong suốt từ từ bay lên. Cách đó không xa, Nguyên Thiên lạnh lùng nở một nụ cười, còn dùng bùa nữa à? Ngu ngốc, hắn ta vừa dứt lời, hai tên thây ma kia trực tiếp xông đến chỗ Diệp Huyên. Mà đúng lúc này, khóe miệng Diệp Huyên lộ ra vẻ nanh ác, lòng bàn tay hắn bỗng nhẹ nhàng ép xuống dưới, diệt cho ta. Hắn vừa dứt lời, tấm bùa kia đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó toàn bộ linh giới sôi sục cả lên, cùng lúc đó, cả bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Trên đỉnh đầu tất cả mọi người là một tinh không sâu không thấy đáy, vô số sức mạnh tinh thần tụ tập về phía linh giới giống như thủy triều vậy, mà ở phía dưới, mặt đất đột nhiên nứt toác ra. Vô số dung nham phóng lên trời, từng cột lửa thiêu đốt cả linh giới. Giây phút này giống như tận thế. Mà hai tên thây ma kia còn chưa tới gần Diệp Huyên thì đã bị một luồng sức mạnh to lớn làm chấn động đến mức phải lùi về phía sau liên tục. Phía xa xa, Nguyên Thiên nhìn Diệp Huyên với vẻ kinh hãi, đây là bùa chú gì vậy? Trong không trung, Diệp Huyên mắt nhìn xuống Nguyên Thiên, tiêu diệt cho ta. Hắn dứt lời. Lá bùa đó đột nhiên phát ra tia sáng chói lòa. Trong nháy mắt, sức mạnh tinh thần ở nơi sâu thẳm của tinh không bỗng xuyên nhanh qua không gian tiến vào linh giới. Cùng lúc đó, mặt đất và núi sông ở phía dưới cũng sụt lở, vô số dung nham và sóng thần điên cuồng tàn phá toàn bộ linh giới. Toàn bộ linh giới bắt đầu trở nên tan tác. Nguyên Thiên chợt gào lên, ngăn hắn lại. Hắn ta vừa dứt lời, hai tên thây ma kia bất thình lình xông ra. Một tên trong số đó xông vào trong tinh không, hai tay tên đó hơi nâng lên, trong phút chốc, xung quanh tên đó xuất hiện một vòng xoáy màu đen, vô số sức mạnh tinh thần trực tiếp bị sức hút cực lớn của vòng xoáy này kéo vào. Mà một tên thây ma khác lại lao xuống phía dưới, tên đó nhanh chóng ra quyền, mỗi một lần ra quyền đều sẽ đánh tan một cột lửa dung nham. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trầm xuống.
thực lực của hai tên thây ma này thật sự có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, hai tên đó vậy mà lại có thể chống đỡ được bùa thiên địa của hắn. Nghịch thiên như thế sao? Diệp Huyên dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn đột nhiên nhìn về phía phu tử cách đó không xa, phu tử, dùng kiếm của ta đi. Dứt lời, hắn bấm tay một cái, kiếm thiên chu bay đến trước mặt nữ phu tử. Sau khi nữ phu tử nhận lấy kiếm thì chém một phát về phía tên thây ma trước mặt. Tên thây ma đó vẫn không lùi bước mà đánh thẳng một quyền vào thanh kiếm của phu tử. Nữ phu tử vừa chém xuống một phát thì cả người nàng ta đã bị đẩy lùi ra xa mấy trăm trượng, mà lần này kiếm thiên chu cũng không bị sao cả, ngược lại, trên người tên thây ma kia lại xuất hiện một vết kiếm rất sâu. Nữ phu tử liếc nhìn kiếm thiên chu trong tay mình, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, kiếm tốt. Nói xong, nàng ta nhẹ nhàng nhón chân phải, cả người bay thẳng ra ngoài. Nàng ta không biết dùng kiếm, chỉ đơn thuần coi kiếm là trường xích. Mà sau khi bị kiếm thiên chu làm cho bị thương, tên thây ma kia không còn gắng gượng chống lại kiếm của nữ phu tử nữa. Nhưng ý thức chiến đấu của hắn không hề kém nữ phu tử, ngược lại sức mạnh của hắn còn vững vàng hơn cả nữ phu tử. Trong không trung, Diệp Huyên thu ánh mắt lại, hắn biết với thực lực của nữ phu tử, cho dù không thể đánh lại được tên thây ma này thì tạm thời cũng sẽ không thua. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tên thây ma đó vẫn lấy sức của một mình hắn chống chọi lại những sức mạnh tinh thần kia. Diệp Huyên trầm ngâm một lát rồi đột nhiên phóng lên trời, trong phút chốc, không gian trong tinh không bỗng sục sôi cả lên. Đạo tắc không gian. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Nguyên Thiên nhất thời nheo lại, hắn ta phát hiện thực lực của Diệp Huyên bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Cái tên Diệp Huyên này tu luyện kiểu gì vậy? Nguyên Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Diệp Huyên bấy giờ đã đến ngay phía sau tên thây ma đó. Mà lúc này không gian xung quanh hắn đã biến dạng vặn vẹo nghiêm trọng. Không gian bốn phía bắt đầu co lại từng lớp, từng luồng sức mạnh không gian to lớn cũng không ngừng chấn động về phía tên thây ma đó. Nhưng đúng lúc này, tên thây ma kia đột nhiên quay người rồi đấm ra một quyền. Răng rác! Xung quanh vang lên âm thanh rạn nứt, ngay sau đó. Không gian xung quanh bắt đầu nứt ra từng lớp giống như chiếc gương bị va đập mạnh. Mà bấy giờ, Diệp Huyên đột nhiên gào lên, chấn. Nói xong, tháp giới ngục chợt xuất hiện ở ấn đường của hắn, ngay sau đó, trên đỉnh đầu tên thây ma kia hiện ra một chữ tù màu đỏ như máu. Lục đạo chân ngôn. Khi chữ tù màu đỏ này hiện ra, cơ thể tên thây ma kia cứng ngắc lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên vui mừng khôn xiết. Mà lúc này tay phải của tên thây ma đó lại từ từ nắm chặt, mặc dù rất chậm nhưng nó đang động đậy. Sắc mặt của Diệp Huyên trầm xuống, mạnh như vậy sao? Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyên dậm chân phải xuống một phát, diệt. Trong phút chốc, không gian xung quanh tên thây ma đó trở nên đổ nát. Cả cơ thể tên thây ma đó rung chuyển kịch liệt, trên người xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Nhưng tay phải của tên đó vẫn đang chậm rãi nắm chặt lại, một luồng sức mạnh to lớn bắt đầu tập trung trong cánh tay y. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, một luồng ánh kiếm bỗng bay ra. Vút! Thanh kiếm đó chém lên người tên thây ma, nhưng kiếm lại không thể chém vào, không chỉ như vậy, thanh kiếm đó còn bị nổ tung. Diệp Huyên nhìn tên thây ma đó, trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ta có thể thu tên này vào trong tháp không? Liên Thiển nói, tên này quá mạnh, ngươi không thể thu vào được. Diệp Huyên đang định nói gì đó thì đúng lúc này tên thây ma vốn đang xử lý những cột dung nham ở phía dưới lại bất chợt phóng lên trời, mục tiêu chính là hắn. Diệp Huyên nhìn thấy tình cảnh này thì ngay lập tức tránh về phía sau. Hắn vừa tránh, không gian chỗ hắn đứng ban đầu nổ tan tác, biến thành một hố đen kịt. Mà tên thây ma còn lại thì nắm chặt tay phải lại, vừa nắm một cái. Chữ tù màu đỏ như máu trên đỉnh đầu y trực tiếp nổ tung. Hai tên thây ma cùng xông về phía Diệp Huyên. Mí mắt Diệp Huyên giật một cái, hắn đột nhiên bay xuống mặt đất phía dưới. Hắn dậm chân phải một cái, vô số đại địa chi lực trong mặt đất bốn xung quanh bỗng hội tụ lên khắp người hắn. Những đại địa chi lực này ngưng tụ thành một tấm giáp đại địa. Mà lúc này, hai tên thây ma kia đã xông đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên bất chợt đấm ra một quyền. Lấy một chọi hai. Vừa đấm ra một quyền, một luồng sức mạnh cực lớn bắt đầu tuôn trào từ trong nắm đấm của Diệp Huyên. Ầm ầm.
Cùng với tiếng nổ vang rền, cả người Diệp Huyên cũng bay ngược ra ngoài, mà tấm chiến giáp đại địa trên người hắn lại nổ tung từng chút một. Nhưng hai tên thây ma kia cũng lùi ra xa cả trăm trượng. Hai tên thây ma đang định ra tay lần nữa thì Nguyên Thiên ở phía xa xa đột nhiên nói, hủy diệt tấm bùa đó. Bùa thiên địa. Lúc này bùa thiên địa vẫn chưa biến mất, bởi vậy vô số sức mạnh tinh thần từ trong tinh không không ngừng tràn vào linh giới. Với cả những dòng dung nham dưới đất kia, có thể nói, nếu như không hủy diệt tấm bùa này, nhiều nhất là nửa canh giờ, toàn bộ linh giới sẽ hóa thành hư vô. Uy lực của tấm bùa kia quá mạnh rồi. Nghe thấy lời Nguyên Thiên nói, tên thây ma kia bay thẳng đến chỗ tấm bùa thiên địa của Diệp Huyên. Mà bấy giờ ở phía dưới, khóe miệng Diệp Huyên chợt hiện ra vẻ dữ tợn, nổ. Diệp Huyên vừa dứt lời. Tấm bùa thiên địa đó đột nhiên nổ tung, trong phút chốc một vùng ánh sáng trắng bao trùm lấy cả linh giới. Linh giới giờ đây đất rung núi chuyển, vô số tiếng nổ vang lên không ngớt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ linh giới biến thành một cái hố đen kịt. Tấm bùa thiên địa kia tự nổ, trực tiếp phá hủy luôn cả linh giới. Xung quanh đen kịt một màu, nhưng không gian xung quanh bắt đầu dần khôi phục như bình thường. Trời đất này vận hành theo quy luật, cho dù không gian bị phá hủy, cũng có thể tự mình phục hồi, nhưng sẽ có chút tổn hại đến bản nguyên của thế giới này. Sau khi không gian khôi phục trở lại, tất cả những người ở đây đều ngừng lại. Nguồn sức mạnh hủy thiên diệt địa vừa này đã có ảnh hưởng không nhỏ đến họ. Diệp Huyên lui đến bên cạnh Diệp Liên và ba người con gái kia, mà lúc này cường giả của phê linh tộc lại bao vây lấy họ, đương nhiên cũng không có ý định thả bọn họ đi. Nguyên Thiên lạnh lùng nhìn năm người phía Diệp Huyên, giết. Hắn ta vừa dứt lời, cường giả của phệ linh tộc lại xông về phía đám người Diệp Liên lần nữa. Mà đám người Diệp Liên cũng không phí lời mà đánh thẳng luôn. Tiếp tục chiến đấu. Nhưng người mà Diệp Huyên đối mặt vẫn là hai tên thây ma. Diệp Huyên đã hủy diệt linh giới, Nguyên Thiên tất nhiên muốn giết hắn. Nguyên Thiên nhìn Diệp Huyên, hắn ta khẽ cười một cái, nụ cười rất sán lạn, dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Diệp Huyên, ta vẫn hơi tò mò liệu ngươi còn có con át chủ bài nào không? Diệp Huyên trầm ngâm một lát. Con át chủ bài. Bây giờ hắn có hai con át chủ bài lớn nhất, một là huyết mạch chi lực, hai là tu di đan. Hai cái này có thể dùng cùng lúc. Nhưng hắn biết rất rõ, hắn vẫn không thể đánh lại được hai tên thây ma trước mắt này. Hai tên thây ma này thật sự quá mạnh. Bấy giờ Nguyên Thiên chợt nói, giết. Hắn ta vừa nói xong, hai tên thây ma kia trực tiếp lao đến chỗ Diệp Huyên. Mà đúng lúc này, Diệp Linh ở xa xa bất chợt rời cuộc chiến. Ngay sau đó nàng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nàng nhìn chằm chằm vào hai tên thây ma vừa lao đến, đi đi. Đi. Diệp Huyên lắc đầu, bản thân có thể đi đâu chứ? Lúc này, Diệp Linh lại nói, mau đi đi. Nói xong, nàng xông lên. Nhưng cho dù là Diệp Linh thì cũng không thể nào chống lại được hai tên thây ma này. Vừa mới giao đấu, Diệp Linh đã bị đánh bay. Hai tên thây ma đó cũng không đuổi theo Diệp Linh mà lại xông về phía Diệp Huyên. Nhưng ngay sau đó, Diệp Linh lại chặn ở trước mặt Diệp Huyên, nàng xoay người nhìn Diệp Huyên, trong mắt mang vẻ cầu xin, đi ngay đi, được không? Diệp Huyên kéo lấy tay của Diệp Liên, cười nói, con bé ngốc này, đi cái gì chứ? Nếu như muội chết ở đây, ta sống thì còn có ý nghĩa gì chứ? Hai huynh muội ta sống thì cùng sống, muốn chết thì cùng chết. Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyên Thiên, không phải ngươi muốn xem con át chủ bài của ta sao? Bây giờ ta sẽ cho ngươi xem. Dứt lời, hắn vung tay phải lên, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy bóng trắng đó, gương mặt Nguyên Thiên chợt biến sắc. Bóng trắng này không phải người khác mà chính là đệ cửu. Đệ cửu cứ đứng đó như vậy, thế nhưng đôi mắt nàng ta nhắm chặt, trên người không hề có hơi thở nào. Nguyên Thiên đã từng chứng kiến sức mạnh của đệ cửu, cô gái này không chỉ kinh khủng bình thường. Cho dù là người sống hay chết e rằng cũng không làm gì được cô gái này. Cô gái này thức tỉnh rồi. Nguyên Thiên nhìn đệ cửu chằm chằm, đệ cửu không hề chuyển động, tựa như một pho tượng. Nguyên Thiên khẽ nheo mắt, nàng ta căn bản chưa tỉnh lại. Có đúng không? Ngay lúc này, đệ cửu đột nhiên mở miệng, nàng ta chậm rãi bước về phía Nguyên Thiên.
thấy vậy vẻ mặt Nguyên Thiên chợt thay đổi, mà ở bên khác, vị cao thủ chiến tả của Vô Địch Tông đang giao đấu với Trương Văn Tú bỗng lùi mạnh ra sau, lúc này vẻ mặt hắn ta vô cùng lo ngại. Người của thời đại này không biết được sự đáng sợ của đệ cửu, nhưng, hắn ta thì biết rõ. Cô gái này đơn giản chính là một kẻ điên cứ thấy người thì sẽ giết chết. Nàng ta tỉnh rồi. Trong tối, tông chủ Trần Độc Cô của Vô Địch Tông ngay thời khắc này vẻ mặt cũng biến sắc, vô cùng nghiêm trọng. Đích thân ông ta đã giao đấu với đệ cửu, nhưng, ông ta đã thua rồi. Cô gái đó quá mạnh. Ở phía dưới, tất cả mọi người trong sân đều dừng lại. Đám người cao thủ của Phệ Linh Tộc lúc này cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng, ban đầu chính là người phụ này đến Phệ Linh Tộc, suýt nữa đã diệt toàn bộ cả Phệ Linh Tộc. Ngay lúc ấy, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên lại kéo tay đệ cửu cô nương, người phải bình tĩnh. Đệ cửu quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, tiếp đó, tầm mắt nàng ta dừng lại ở đám người nữ phu tử, trong mắt nàng ta ngập tràn sát ý. Thấy vậy, mấy cô gái nữ phu tử nhíu chặt mày, chuyện gì đây chứ? Mà Nguyên Thiên kia thì lại mừng rỡ trong lòng, hắn ta biết rằng, đệ cửu này thấy người là giết, đương nhiên ngoại trừ Diệp Huyên. Cũng có nghĩa là, rất có khả năng đệ cửu sẽ giết chết mấy người nữ phu tử. Thế nhưng lúc này, Diệp Huyên bỗng dưng vung tay phải, lập tức thu hồi đệ cửu lại. Nguyên Thiên nhìn Diệp Huyên lạnh giọng nói, Nguyên Thiên, nếu không phải nàng ta cứ thấy là người sẽ giết thì ta đã sớm để nàng ta tiêu diệt Phệ Linh Tộc ngươi rồi. Nguyên Thiên trầm mặc, không thể không nói, cô gái kia thật sự có thực lực này. Lúc này, đột nhiên Diệp Huyên nhìn mấy người nữ phu tử, chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Liên do dự chốc lát, sau đó cũng đi theo. Mấy người nữ phu tử cũng chần chừ thoáng chốc, sau đó lập tức đi theo. Nguyên Thiên có chút do dự. Ở lại hay không? Nếu ở lại, nhỡ đâu Diệp Huyên lại ngọc nát đá tan thì thế nào? Lúc Nguyên Thiên do dự, một người đàn ông trung niên và một ông lão chợt xuất hiện trước mặt nhóm người Diệp Huyên. Người đến chính là tông chủ Trần Độc Cô của Vô Địch Tông. Trần Độc Cô nhìn Diệp Huyên, cười nói, người xảo trá. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cảm, chắc chứ? Trần Độc Cô khẽ cười, Diệp Huyên, ta đã điều tra ngươi, với tính cách của ngươi, nếu nàng ta thực sự đã tỉnh thì ngươi chắc chắn sẽ để nàng ta giết sạch toàn bộ cao thủ của Phệ Linh Tộc, chắc chắn sẽ không đưa nàng ta rời đi. Hơn nữa, với tính cách của đệ cửu kia, khoảnh khắc khi nhìn thấy người thì nàng ta đã động tay rồi. Tuy ta không biết ngươi dùng cách gì để nàng ta trông có vẻ như bình thường, nhưng ta biết, nàng ta chắc chắn chưa tỉnh lại. Lúc này, cao thủ của Phệ Linh Tộc đều vây lại xung quanh. Nguyên Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, Diệp Huyên, ngươi thật sự vô sỉ, đánh không được thì chơi chiêu, tốt xấu gì thì ngươi cũng là một kiếm tu đấy. Vô sỉ. Trần Độc Cô bên cạnh cười nói, như vậy cũng không tính là vô sỉ gì, có cái đầu thì để dùng thôi. Nói rồi, ông ta nhìn Diệp Huyên, mục tiêu thật sự của chúng ta cũng không phải nhắm vào ngươi, nếu ngươi đồng ý giao ra đệ cửu kia cùng với thư phòng của Thư viện Vạn Duy, những cái khác không nói, nhưng Vô Địch Tông ta sẽ không nhằm vào ngươi. Nguyên Thiên không nói gì. Nếu Diệp Huyên thật sự đồng ý giao thư phòng kia, Phệ Linh Tộc cũng không muốn ngọc nát đá tàn với mấy người Diệp Huyên. Nếu mấy người này thật sự không tiếc giá nào, cho dù Phệ Linh Tộc thắng được thì cũng có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Giao ra thư phòng Vạn Duy. Diệp Huyên lắc đầu cười, đương nhiên hắn sẽ không tin lời của Trần Độc Cô này, giao ra thư phòng. Một khi để Phệ Linh Tộc và Trần Độc Cô nắm giữ bảo vật trong thư phòng, lúc đó bọn họ vẫn sẽ lao vào đường chết thôi. Nói đơn giản thì vĩnh viễn cũng đừng tin lời đối thủ sẽ nhân từ với ngươi. Thấy vẻ mặt của Diệp Huyên, Trần Độc Cô cười nói, nhìn tình hình trước mắt, nếu Vô Địch Tông ta và Phệ Linh Tộc liên thủ thì mấy người các ngươi chắc chắn sẽ không có đường sống. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự có thể khiến đệ cửu thức tỉnh, hoặc khiến cô gái váy trắng ở vũ trụ tứ duy kia đến, nếu không chắc chắn người thua là các người. Diệp Huyên trầm mặc. Ngay lúc ấy, đột nhiên Diệp Liên nhìn Diệp Huyên, đến Tứ Duy. Tứ Duy, hiện tại nơi an toàn nhất, thật ra là vũ trụ Tứ Duy. Lúc này, Trần Độc Cô lạ nói, nếu bốn người các ngươi liều mạng để hắn trốn thoát, cũng không phải không có cơ hội. Chỉ là, nói rồi, hắn ta nhìn Diệp Huyên cười nói, chỉ là nếu như vậy,
Diệp Huyên ngươi sẽ sống an tâm được sao? Diệp Huyên im lặng. Trần Độc Cô nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt hắn vẫn tươi cười điềm nhiên. Diệp Huyên, Vô Địch Tông ta và ngươi không thù không oán, chỉ cần ngươi đồng ý giao đệ cửu kia ra, toàn bộ người Vô Địch Tông ta lập tức rút lui. Ở bên cạnh, Nguyên Thiên liếc nhìn Trần Độc Cô, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, cái lão xấu xa như người thì ta tin ngươi cái rắm. Nói rồi, hắn nhìn bốn người Diệp Liên, các người giúp ta ngăn cản, chỉ nửa canh giờ thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Tay phải Diệp Liên khẽ siết chặt tu la thứ, trong cơ thể nàng, một luồng hơi thở mạnh mẽ đang cuộn trào. Nàng lựa chọn tin tưởng Diệp Huyên vô điều kiện. Mà lúc này, nữ phù tử đột nhiên cầm kiếm thiên chu của Diệp Huyên đứng bên cạnh Diệp Liên, rõ ràng, ý của nàng ta đã rõ rồi. Trương Văn Tú nhìn nữ phù tử, ngươi tin tưởng hắn như vậy. Nữ phù tử nhẹ giọng nói, hắn là người tốt. Người tốt. Trương Văn Tú khẽ chớp mắt, phù tử, ngươi chắc chắn đầu óc ngươi bình thường sao? Nữ phù tử liếc nhìn Trương Văn Tú, không nói gì. Tàn nữ ở bên cạnh do dự một lát cuối cùng cũng đứng bên cạnh Diệp Liên. Trương Văn Tú nhún vai, sau đó nhìn Trần Độc Cô, ngươi trông có vẻ như là người có đầu óc, chỉ bằng ngươi đoán xem hắn muốn đi làm gì thử đi. Thật ra, bản thân nàng ta cũng không biết. Nàng ta chỉ biết tên kia quỷ kế rất nhiều. Lần này đột nhiên rời đi, chắc chắn lại chơi chiêu gì rồi. Còn về lâm trận bỏ trốn, nàng ta chưa từng nghĩ đến. Mặc dù không có ấn tượng tốt với Diệp Huyên, nhưng, trong ấn tượng của nàng, tên này không phải là người tham sống sợ chết. Hơn nữa, Diệp Liên vẫn còn ở nơi này, ai lại không biết tên kia còn coi trọng mạng sống của Diệp Liên hơn cả bản thân hắn chứ? Tàn nữ bên cạnh cũng do dự chốc lát sau đó cũng đứng bên cạnh Diệp Liên. Trương Văn Tú nhìn tàn nữ, người cũng tin hắn. Tàn nữ gật đầu, hôm đó ở trước thanh kiếm kia, chỉ có hắn đứng ra. Thiếu niên như vậy không phải loại tham sống sợ chết, ta giúp hắn ngăn cản nửa canh giờ thì có thế nào? Trương Văn Tú lắc đầu, ta chỉ có thể nói, tên này, rất xấu xa. Ở phía xa, Nguyên Thiên kia đột nhiên nói. Giết! Hắn ta vừa dứt lời, ba người hoạt tử kia lập tức ra tay, mà lúc này Trần Độc Cô bỗng nói, khoan đã. Nguyên Thiên nhìn Trần Độc Cô huynh, ý gì? Trần Độc Cô nhẹ giọng nói. Diệp Huyên không phải người ham sống sợ chết, hắn để bọn họ ở lại đây là đã chắc chắn bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm, tại sao hắn lại chắc chắn như vậy? Nguyên Thiên khẽ nhíu mày, ý ngươi là gì? Như nghĩ đến gì đó, con người Trần Độc Cô chợt co rút, hắn muốn đi mở thư phòng. Nghe vậy, Nguyên Thiên thoáng chốc cũng biến sắc, ngay sau đó, hắn ta đột nhiên giống gào, đến thư viện Vạn Duy. Hắn ta vừa nói xong. Lập tức biến mất tại chỗ cùng với đám cao thủ của phệ linh tộc. Mà Trần Độc Cô kia cũng dẫn theo người của Vô Địch Tông biến mất. Lúc này, không có ai quan tâm đến mấy người nữ phù tử. Mà bốn người nữ phù tử thì hoàn toàn sững người. Bọn họ không hề nghĩ rằng Diệp Huyên sẽ làm như vậy. Diệp Huyên để bọn họ ở lại nơi này, ý đồ thật sự thực ra là muốn cứu bọn họ, vì hắn biết. Một khi phệ linh tộc biết ý đồ thật của hắn thì phệ linh tộc và Vô Địch Tông chắc chắn sẽ không quan tâm đến các nàng, như vậy thì các nàng sẽ an toàn. Thế nhưng, bản thân hắn thì lại gặp nguy rồi. Đột nhiên Diệp Liên biến mất, ở chân trời phía xa, Diệp Liên nâng cao tốc độ của mình đến cực hạn. Lúc này, nàng đã sợ hãi rồi. Nàng biết, một khi Diệp Huyên động đến thư phòng kia, không chỉ là Vô Địch Tông và phệ linh tộc. Mà cả ba cấm địa kia e rằng cũng sẽ ra tay. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Tốc độ Diệp Liên nhanh chóng, nàng xé rách không gian một đường, chạy thẳng đến thư viện Vạn Duy. Còn ba người nữ phù tử cũng vội vàng quay về thư viện Vạn Duy. Lúc này, mục tiêu của tất cả mọi người đều là Diệp Huyên. Không chỉ phệ linh tộc và Vô Địch Tông, mà cả cao thủ của Thái Cổ tộc và Tà Linh tộc với cả võ quốc trong tối cũng đang chạy vội về thư viện Vạn Duy. Thư phòng Vạn Duy. Đây là kho báu mà tiên tri đã để lại, không ai lại không động tâm. Thư viện Vạn Duy. Diệp Huyên sau khi quay về thư viện Vạn Duy, hắn trực tiếp đến trước thư phòng Vạn Duy kia, trước thư phòng Vạn Duy đó có một ông lão đang ngồi. Hắn đã từng được gặp. Diệp Huyên nhìn ông lão, thư phòng để cho ta.
Ông lão nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối, ta không có thời gian giải thích nhiều với ngươi, ta chỉ nói với ngươi một câu, nếu không đưa thư phòng cho ta thì thư viện Vạn Duy sẽ tai họa ngập đầu. Ông lão vẫn trầm mặc. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, đang muốn cưỡng ép thì lúc này, ông lão đột nhiên đứng dậy, ngươi đem đi đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 84.